Trương 61 rất quen thuộc sao. Đôi mắt Trương Chí Dũng mở to, trong ánh mắt toàn là vẻ sợ hãi, dường như ngay khoảnh khắc đó, bên trong đầu ông ta ngập tràn nghi ngờ. Suốt cuộc người trước mặt này là ai, cái chết của bùi lương gây chấn động hồng nguyệt là do người này làm. Đương nhiên, ông ta không thể nào xác nhận được, ông ta sụi lơ ngã trên mặt đất, cả người nhanh chóng trở nên cứng đờ. Phía sau, ba bốn người người cầm theo vũ khí gần như đồng loạt lùi về sau một bước trong đôi mắt bọn họ ngập tràn vẻ khiếp đảm và sợ hãi ở giang thành bọn họ là người đi theo dương hải ngày thường cũng coi như là hoành hành ngang dọc nhưng mà chuyện giết người với họ mà nói vẫn rất đáng sợ hơn nữa phan minh vũ bị đưa đến bệnh viện hiện tại dương hải mặt mũi toàn máu không rõ sống chết còn trương trí dũng thì đã bị giết tất cả những chuyện này đều xảy ra trong trước mắt ánh mắt bọn họ nhìn lê văn vân đã ngập tràn sợ hãi audio điện tử võ tấn bền. Lê Văn Vân không để ý đến bọn họ, anh đi tới phía trước Trần Hiểu Nguyệt, dùng tay che lỗ tại Trần Hiểu Nguyệt, không cho Trần Hiểu Nguyệt nghe được những lời anh sắp nói. Đưa Dương Hải đến bệnh viện đi, sau khi ông ta tỉnh lại, hẳn là ông ta biết nên xử lý chuyện tiếp theo thế nào. Lê Văn Vân hờ hững nói. Cho dù là Dương Hải lựa chọn che giấu sự thật, hay là ông ta một báo cho Hồng Nguyệt, thì Lê Văn Vân đều cảm thấy không sao cả. Giữa anh và Hồng Nguyệt chính là người sống tôi chết. Trong trận chiến 3 năm trước, Hồng Nguyệt vốn là người tham dự, số 2 và số 7 đều là đồng đội vào sinh ra tử với anh, số 7 đã qua đời. Sau khi Lê Văn Vân khôi phục được ký ức, tuy anh chưa nói gì, nhưng trong lòng anh không khỏi thầm trách và tức giận, nhưng chỉ có một mình anh hiểu rõ. Anh vừa nói xong câu đó, hơn 30 người có mặt ở hiện trường không ai dám nói một câu, bọn họ đều sợ hãi nhìn Lê Văn Vân. Dù sao vừa nãy ngay dưới mắt bọn họ lê văn vân đã giải quyết sạch người cầm đầu của họ lê văn vân nói xong cúi đầu gỡ hết toàn bộ dây thừng trên người trần hiểu nguyệt trần hiểu nguyệt vẫn nhắm nghiền mắt lại vừa rồi khi lê văn vân che lỗ tai cô lại nhịp tim của cô đập thình thịch khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ thật ra cô vốn là một cô gái to gan có thể nhìn ra từ việc cô thường xuyên đến quán ba chơi nhưng mà vào lúc này cô lại có một cảm giác khác lạ có điều cô còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác như cả người bị ôm lên, cô gần như vòng tay ôm lấy cánh tay Lê Văn Vân theo bản năng. Rất quen thuộc sao, ngay sau đó, giọng nói của Lê Văn Vân vang lên bên tại cô. Trần Hiểu Nguyệt mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt Lê Văn Vân, lúc này khóe miệng Lê Văn Vân cong lên nụ cười như có như không, ôm Trần Hiểu Nguyệt, đối mặt với ba bốn người người cầm vũ khí bước từng bước một đi ra bên ngoài. Bên trong tiệm nét, đám lưu manh kia đã không có một người nào dám ra tay đánh nhau nữa, khi Lê Văn Vân vừa đi đến gần, thậm chí bọn họ còn lùi về phía sau theo phản xạ tự nhiên. chương 62 có phải là anh thích tịch tịch không? Cứ như vậy, Lê Văn Vân ôm Trần Hiểu Nguyệt đi qua tiệm nét, rồi ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối, Trần Hiểu Nguyệt đều nhìn Lê Văn Vân, trong ánh của cô từ từ hiện lên tia mê muội Xuống dưới lầu, Lê Văn Vân cúi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt trần hiểu nguyệt hơi đỏ lên khụ khụ lê văn vân ho khan một tiếng đặt trần hiểu nguyệt xuống dưới trần hiểu nguyệt nhìn lê văn vân cười nói tôi lại nợ anh một món nợ ân tình lớn rồi lê văn vân hơi mỉm cười nói vậy cố định trả như thế nào đây lấy thân báo đáp thì chắc tôi sẽ không từ chối đâu đương nhiên tôi cũng có thể chấp nhận vẻ mặt trần hiểu nguyệt hơi đổi cô không từ chối cũng không trả lời mà chỉ đổi sang đề tài khác nói đi vì sao thân thủ anh tốt như vậy mà tối hôm đó lại muốn chạy trốn tôi đã nói rồi lúc đó tôi phát hiện ra đối thủ lợi hại hơn phải đi giải quyết tên đối thủ đó trước lê văn vân nói trần hiểu nguyệt muốn phản đối theo theo bản năng bỗng nhiên cô nghĩ đến sàn nhà vỡ vụn trong nhà đỗ tịch tịch trong lòng cô ấy run lên khiếp sợ nhìn về phía lê văn vân nói sàn trong nhà đỗ tịch tịch là do anh làm vỡ sao lê văn vân cứng họng rồi sau đó gật đầu nói đúng là vậy vẻ mặt của Trần Hiểu Nguyệt lại trở nên hơi mất tự nhiên. Sau một lúc lâu, cô mới thở dài một hơi, được rồi, chờ sau khi tôi xử lý xong chuyện quán nét, tôi sẽ gặp mặt cảm ơn anh thật đàng hoàng, một lát nữa anh định đi đâu. Tôi về đi làm đó, Lê Văn Vân nói, bây giờ tôi là thư ký của Đỗ Tịch Tịch, vừa rồi thấy được tín hiệu cầu cứu cô gửi cho Đỗ Tịch Tịch nên mới chạy tới. Trần Hiểu Nguyệt ngây người ra, ánh mắt cô nhìn Lê Văn Vân rất kỳ lạ, nói có phải là anh thích tịch tịch không? Lê Văn Vân không biết phải nói gì, nói cô nghĩ nhiều rồi, hơn nữa tôi mới vừa ly hôn. Người đàn ông như anh, thế mà cô gái kia lại chọn ở cạnh cao phái, ly hôn với anh, đúng là kỳ lạ thật. Trần Hiểu Nguyệt nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân sờ mũi, không nói với cô về ba năm mất trí nhớ kia. Tôi đưa anh đến chỗ tịch tịch, thuận tiện báo bình an với cậu ấy. Trần Hiểu Nguyệt móc chìa khóa xe ra, ấn lên chiếc xe bên cạnh. Lê Văn Vân âm thầm kinh ngạc, nếu như là cô gái bình thường bị trói rồi được cứu ra cho dù bây giờ an toàn thì cũng sẽ sợ đến mất hồn nhưng mà trần hiểu nguyệt lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh tố chất tâm lý đúng là không tệ lê văn vân liếm môi nói có lẽ có thể đưa cô ấy vào trong người rác đêm được mỗi một người rác đêm ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ thì cũng sẽ tìm kiếm người mới đưa những người này về người rác đêm để bồi dưỡng trước kia lê văn vân cũng được phát hiện như thế đương nhiên sau đó cũng cần phải tiến hành khảo sát một lần nữa. Trên xe, Trần Hiểu Nguyệt vừa lái xe, vừa không ngừng ngắm Lê Văn Vân, cuối cùng cô cũng biết vì sao Đỗ Tịch Tịch lại tò mò về Lê Văn Vân như thế. Người đàn ông này quả thật thần bí giống như phủ màn sương mù, khiến người ta không thể nhìn thấu. Khi hai người chạy đến dưới chân tòa nhà Cường Thịnh, thì đã sắp đến giờ cơm trưa. Bọn họ đi vào bên trong tòa nhà Cường Thịnh, lúc này không còn ai ngăn cản Lê Văn Vân hai người thuận lợi lấy được thẻ sau đó đi vào bên trong thang máy sau khi đi vào lê văn vân sờ mũi nói đúng rồi cô đừng kể chuyện tôi cứu cô như thế nào cho đỗ tịch tịch con người của tôi sống rất khiêm tốn trần hiểu nguyệt kinh ngạc nhìn lê văn vân cẩn thận suy nghĩ một chút đúng là rất khiêm tốn nếu không phải tận mắt nhìn thấy cô thật sự cũng không tin lê văn vân lại lợi hại đến thế đám người kia ai ai cũng cầm theo vũ khí hết cả đó khi hai người xuất hiện ở văn phòng đỗ tịch tịch hai bố con đỗ tịch tịch và đỗ thương bắc đang đứng cạnh nhau vẻ mặt nôn nóng đi qua đi lại đỗ thương bắc cầm di động cứ gọi điện thoại liên tục nhìn thấy trần hiểu nguyệt xuất hiện đỗ tịch tịch lập tức nhào qua ôm chầm lấy trần hiểu nguyệt nói hiểu nguyệt cậu không sao chứ không sao sau khi lê văn vân đến đã thuật lại lời của chú đỗ bọn họ đã tha cho tớ hơn nữa hẳn là sau này sẽ không tìm tớ gây rắc rối nữa Trần Hiểu Nguyệt nhìn Đỗ Tịch Tịch nói, Đỗ Tịch Tịch thở phào nhẹ nhõm một hơi, mà Đỗ Thương Bác đứng bên cạnh cô ấy lại nhìn về phía Lê Văn Vân. Đỗ Tịch Tịch không biết, nhưng mà ông ấy lại biết rõ, nếu như lời của mình có tác dụng thì Dương Hải sẽ không phớt lờ cuộc gọi của ông ấy. Chương 63 được, tôi đi làm ngay. Đỗ Thương Bác nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, ông ấy biết Lê Văn Vân là ai, cho nên cũng không hỏi nhiều làm gì. Trần Hiểu Nguyệt và Đỗ Tịch Tịch cùng ngây người trong chốc lát, sau đó đi ăn cơm trưa. Trong lúc đó, bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành, bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ hơi mệt mỏi đi ra khỏi phòng, anh ta tháo khẩu trang xuống, ở bên cạnh đó có vài người vội vàng đi đến. "Bác sĩ, ông chủ của chúng tôi không sao chứ?" một người hỏi. "Không sao cả, ở bệnh viện dưỡng thương một thời gian là được, bây giờ người bệnh đã tỉnh táo, ai là A Hoa?" bác sĩ hỏi một người đàn ông trung niên vội vàng đứng dậy nói là tôi người bệnh muốn gặp ông bác sĩ nói xong đi vòng qua bọn họ a hoa vội vàng đi vào bên trong phòng bệnh bên trong phòng bệnh đầu dương hải bị quấn một lớp băng gạc dày nặng nhìn thoáng qua trông ông ta rất yếu ớt đang nằm trên giường đại ca a hoa vội vàng đi qua hỏi bây giờ chúng ta cần phải làm gì bây giờ thi thể của trương trí dũng còn nằm bên trong tiệm nét lần này Lê Văn Vân giết người ngay trước mắt bao nhiêu người nhưng ông ta cũng không thể nào xử lý người rác đêm cả Dương Hải thở ra một hơi yếu ớt nói chờ thi thể ra một chỗ kín đáo ở ngoài ô trôn đi yên tâm sẽ không ai tra ra chuyện này ngoài ra nói với những người có mặt nếu không muốn chết thì không được để lộ chuyện ngày hôm nay dù chỉ một chữ được tôi đi làm ngay a à, hoa vội vàng gật đầu chờ một chút còn có một việc dương hải thở dài một hơi nói tìm trần hiểu nguyệt rồi tự mình xin lỗi sau đó đền bù lại tiệm nét của cô ta người đó chúng ta thật sự không đắc tội được mọi chuyện dường như cứ vậy mà trôi qua trần hiểu nguyệt không hề nhắc tới một chữ ném hết công trạng cho đỗ thương bắc phía bên dương hải cũng dặn dò mọi người không được tiết lộ ra nửa chữa nhận thức đối với lê văn vân vẫn là lê văn vân giống như trước kia từng vận chuyển gạch trên công trường bị vợ trước cắm sừng đương nhiên cũng có vài người biết rằng anh có một công ty vận chuyển ở Giang Thành. Mà hiện tại anh chỉ là một trợ lý dưới tay Đỗ Tịch Tịch mà thôi. Ăn cơm chưa xong Đỗ Tịch Tịch vẫn phải tiếp tục đi làm như cũ. Trên thực tế, nội dung công việc của cô ấy rất đơn giản, chỉ cần xem xét một số văn kiện sau đó ký tên là được. Cô ấy cũng sẽ nghĩ cách để sắp xếp một số việc cho Lê Văn Vân làm, phần lớn đều là mấy việc vặt như đi mua cà phê. Lúc Lê Văn Vân vui vẻ thì sẽ đi làm một chút, khi không vui thì sẽ nằm trên sofa nghịch điện thoại, đỗ tịch tịch sẽ châm chọc anh vài câu, nói cô ấy tốn tiền mời một ông lớn về, nhưng cũng không hề tức giận. Nếu như không phải lúc nào cũng có người của Hồng Nguyệt muốn ra tay với đỗ tịch tịch thì công việc này thực sự rất có lợi. Dù sao thì nhàn nhã như vậy lại còn có thể lấy được 5% của phần tập đoàn Cường Thịnh Cơ mà. Cả một buổi chiều, xác thực là có chút buồn chán, Lê Văn Vân ngồi trên số pha đến mông cũng thấy đau rồi. 4 giờ chiều, trong một căn phòng tại quán rượu xa hoa cạnh tháp voi trắng, hoa hồng đỏ đang ngồi trên cửa sổ, cô ta mặc một chiếc váy nửa trong suốt, môi đỏ như lửa, trong tay cầm một ly rượu vang, gương mặt mang theo biểu tình mê hoặc nhìn phong cảnh gian thành bên ngoài cửa sổ, phong tình vạn trùng. Tút, 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 điện thoại trên sofa bên cạnh cô ta đang có cuộc gọi, phía trên số điện thoại trong màn hình hiển thị một hàng chữ thẻ Lam Trương Chí Dũng. Ai, cái tên vô dụng này, để cho ông ta đi tìm hiểu con mồi giúp tôi hiện tại dám không nhận điện thoại của tôi. Đôi môi đỏ mọng của hoa hồng đỏ khẽ nhếch lên, trong đôi mắt lấp lóe sát ý. Chương 64 đúng vậy, là hoảng sợ. Phía sau lưng cô ta có một người đàn ông trung niên đang đứng, nghe thấy lời của hoa hồng đỏ ông ta liền mở miệng nói, dựa vào đẳng cấp của Trương Trí Dũng, ông ta nhất định không dám không nhận điện thoại của ngài, hiện tại không nghe sợ rằng kết quả chỉ có một, đó là ông ta có khả năng gặp nguy hiểm rồi. Tìm thấy thi thể bùi lượng rồi sao? Hoa hồng đỏ hỏi, vâng, tìm thấy rồi, một đòn mất mạng, năng lực của đối phương vượt xa bùi lược, người phía sau nói, điều này có nghĩa là người ra tay rất có thể nằm trong top 10 người gác đêm, tất nhiên cũng có thể là người trên bảng xếp hạng sát thủ làm, dù sao giải thưởng của cậu chủ vẫn còn treo trên khu tội. Ác, bên này thì sao, đỗ thương bác giải thích thế nào, hoa hồng đỏ tiếp tục, hỏi, chủ yếu là khống chế, mục tiêu vẫn là đỗ tịch tịch, chỉ là... Nói đến đây, người đứng phía sau trầm ngầm, khoảng thời gian này người gác đêm không ngừng xuất hiện tại Giang Thành nhưng vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Ngoài ra, nói đến đây người phía sau do dự trong chốc lát, ngoài ra mấy ngày trước, thành phố Lâm Hải có hai người chết, là người tham gia vào trận chiến 3 năm trước, hiện tại đang nghi ngờ là người gác đêm số 0 và số 2 gây ra. Đầu ngón tay của hoa hồng đỏ lướt qua miệng, cực kỳ quyến rũ khiến cho người đàn ông phía sau không nhịn nổi nuốt một ngụm nước bọt. Được rồi, chuyện của đỗ thương bác tôi sẽ không nhúng tay vào, các người tự mình quyết định đi, dù sao ông ta cũng không phải nhân vật lớn gì. Mặc dù bùi lượng đã chết nhưng hiện tại các người vẫn còn hai thẻ hồng và bốn thẻ lam, tránh né khỏi người gác đêm, vấn đề của các người không lớn lắm. Hoa hồng đỏ thản nhiên nói, mục đích lần này tôi tới Giang Thành, ngoại trừ đến du lịch một chuyến thì chính là xem có thể tìm thấy tin tức của cái hộp kia hay không. Cái hộp kia lúc đó bị người gác đêm số không mang đi ý của cô là số không có khả năng vẫn chưa chết. Sắc mặt người đàn ông phía sau hơi thay đổi, đồng thời còn ở Giang Thành. Đúng vậy, là hoảng sợ. Người ba năm trước kia đem đến sự sợ hãi vô tận cho tổ chức của bọn họ, thậm chí khiến cho thủ lĩnh bùi nghinh tùng của bọn họ đến bây giờ vẫn không dám lộ diện, lẩn trốn khắp nơi. Lúc đó Lê Văn Vân đã nói một câu, anh sẽ lấy cái đầu chó của bùi nghinh tùng xuống. Còn chưa xác nhận được cái chết của Lê Văn Vân thì ông ta không dám xuất hiện đây chính là Lê Văn Vân từng khiến cho toàn bộ thế giới ngầm nghe danh đã sợ mất mật. Ai biết được chứ, hoa hồng đỏ liếm môi, trên thực tế, người đàn ông như vậy mới đáng để theo đuổi, nếu như có thể ngủ với anh ta một đêm, mùi vị đó chắc là vô cùng tốt. Nói xong cô ta quay người, ông có thể ra ngoài rồi, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi, ngoài ra cũng đừng để người khác biết tôi đã tới Giang Thành. Bốn rưỡi chiều, cửa phòng làm việc của đỗ tịch tịch bị đẩy ra, Hai bóng dáng xinh đẹp bước vào phòng làm việc của cô ấy chính là Diệp Mộng cùng Trần Âm Âm. "Em sắp tan làm rồi." Đỗ Tịch Tịch cười nói, "Hai người đợi chút nhé." Diệp Mộng và Trần Âm Âm nhìn thấy Lê Văn Vân, Trần Âm Âm cau mày hỏi, "Anh ở đây làm gì?" "Tịch Tịch, không phải đã nói với em rồi sao? Ít giao du với Lê Văn Vân đi, anh ta từng là tội phạm cưỡng gian đấy." Lê Văn Vân nhăn mày, anh dương mắt nhìn Trần Âm Âm, "Liên quan gì đến cô?" "Hừ." Tôi chỉ muốn Tịch Tịch biết anh là loại người gì mà thôi." Trần Âm Âm cười lạnh. "Người này, Lê Văn Vân không hề có ấn tượng, chắc là bạn mà Diệp Mộng quen biết sau khi anh rời khỏi Lâm Hải." Đỗ Tịch Tịch thấy chuyện có vẻ không ổn liền vội vàng nói, "Chị Âm Âm, anh ấy là trợ lý bố em tìm cho em, hơn nữa em thấy con người anh ấy cũng không tồi, chị yên tâm đi." Trần Âm Âm nhanh chóng nói, "Biết người biết mặt không biết lòng, anh ta nhìn có vẻ như sửa đổi làm lại cuộc đời rồi." ai biết được trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì. Tội phạm cưỡng gian cũng sẽ không viết bốn chữ đó lên mặt mình. Lê Văn Vân bị cô ta nói đến mức thấy không thoải mái, anh dương mắt nói, yên tâm đi, cô có cởi sạch đứng trước mặt tôi cầu xin ông đây ngủ với cô thì tôi cũng chẳng chạm vào cô đâu. mươi 65 còn có chuyện thứ ba. Anh, gương mặt trần âm âm đỏ bừng, trừng mắt, anh lại dám nói như vậy với tôi, anh có biết tôi là ai không? Cô là ai thì có quan hệ gì với tôi? lê văn vân, vân bĩu môi nói anh trần âm âm tức giận không thôi phẫn nộ nhìn lê văn vân sau đó quả quyết bị lê văn vân coi nhẹ đỗ tịch tịch vội vã nói sang chuyện khác đúng rồi đàn anh vưu tưởng đâu sao không đến đây cùng nhau anh ấy đi tìm trịnh hòa rồi diệp mộng cũng chuyển hướng đề tài vưu tưởng nói muốn mời chúng ta ăn cơm em biết đấy chị không thích anh ta lắm nên không đi nói xong cô lại nhìn về phía lê văn vân nói lê văn vân, vân em có chuyện muốn nói riêng với anh một lát. Trong lòng Trần âm âm nóng này, mộng mộng, cậu đừng ở riêng với người này, em họ của anh ta bị anh ta làm hại đấy. Yên tâm, tớ có chừng mực, Diệp mộng nhìn cô ta. Lê Văn Vân cũng không quan tâm đến Trần âm âm, ra ngoài cùng Diệp mộng. Hai người đi tới một nơi yên tĩnh tại công ty, lúc này Diệp mộng mới cau mày nói, Lê Văn Vân, lời vừa rồi của anh có chút quá đáng, âm âm là người của nhà họ Trần. Hiện tại anh khó khăn lắm mới tìm được một công việc không tồi ở chỗ Tịch Tịch, đừng vì lỡ lời mà làm mất nó, dựa vào thế lực trong nhà Âm Âm thì khiến cho bác đỗ đuổi anh đi là chuyện rất đơn giản. Nói xong cô lại tiếp tục, "Có điều anh yên tâm, quan hệ của em với Âm Âm rất tốt, đợi lát nữa em sẽ nói rõ với cô ấy, chắc là sẽ bỏ qua thôi." Trong lòng Lê Văn Vân cười nhạo một tiếng, nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Thấy dáng vẻ này của Lê Văn Vân, Diệp Mộng Nhân mày nói, "Lê Văn Vân anh đừng mang dáng vẻ thất bại như vậy, mặc dù anh đã không còn cách nào quay về nhà họ Lê nhưng đây là chỗ của bác Đỗ, so với những người bình thường thì anh đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nếu đã quay lại rồi thì yên ổn, làm người đi. Lê Văn Vân thở dài một hơi, hiển nhiên Diệp Mộng còn chưa tin tưởng anh, vẫn cho rằng chuyện lúc trước là do anh làm, chỉ là 9 năm trôi qua khiến chuyện đó phai nhạt dần mà thôi. Anh không tiếp tục giải thích nữa, nếu mày nói, em tới tìm anh vì việc này. Không phải ngày đó sau khi em nói chuyện riêng với anh lúc trở về đã suy nghĩ một chút diệp mộng nói thật ra lúc đầu anh có ý với em em có thể cảm nhận được dù sao em cũng là con gái tâm tư khá là tinh tế lê văn vân yên lặng lúc này diệp mộng lại nói tiếp nhưng mà hiện giờ anh cũng phải hiểu rằng chúng ta không có khả năng ở bên nhau ngày đó anh nói anh có thể giúp đỡ em suy đi tính lại vẫn cảm thấy nên nói với anh một chút anh không cần nhúng tay vào chuyện của em và vưu tường khó khăn lắm mới ra ngoài được, đừng vì em mà làm chuyện dại dột rồi lại vào đó. Mặc dù không tình nguyện ở bên vưu tường nhưng ở bên cạnh anh ta thì sau này cũng xem như được sống trong giàu có, anh ta cũng đồng ý rồi, sẽ không quản em quả nhiều. Lê Văn Vân nghe thấy lời này thì thở dài một hơi. Có thể đoán được, anh muốn thay đổi cách nhìn lúc đầu của những người này về anh có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là Diệp Mộng, người mà anh cho rằng lúc đó có quan hệ tốt nhất với anh, Đến hiện tại cũng vẫn không tin anh. Lời này đối với Lê Văn Vân mà nói không hề dễ nghe, nhưng từ xuất phát điểm của Diệp Mộng thì lời này được tính là lời tốt. Đương nhiên mặt khác cũng xác minh rằng Diệp Mộng có lẽ là có chút tình cảm đối với mình. Cho dù là tình bạn hay bất kỳ tình cảm nào khác cũng tốt. Vì vậy Lê Văn Vân không phản bác mà chỉ im lặng lắng nghe, đối với chuyện hiểu lầm, anh đã sớm quen rồi. Cũng không quan tâm đến những thứ này diệp mộng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của lê văn vân sau đó tiếp tục nói còn có chuyện thứ ba nói rồi cô nhìn lê văn vân hỏi anh có thể mời người bác sĩ mà anh biết đó tới khám bệnh giúp ông nội em được không lê văn vân nhìn về phía cô ông nội của diệp mộng là một người đàn ông có bản lĩnh tài sản của nhà họ là do chính tay ông ấy gây dựng lên nhờ vậy mà trở thành dòng họ đứng đầu thành phố lâm hải lê văn vân đã từng gặp ông nội của cô nhưng ông của cô vẫn luôn không coi trọng Lê Văn Vân. Ông ấy cảm thấy Lê Văn Vân chỉ xuất thân từ nhánh bên của nhà họ Lê, xuất thân có hơi thấp, thậm chí còn không quá đồng ý Diệp Mộng qua lại quá thân thiết với Lê Văn Vân. Audio điện tử võ tấn bền chương 66 làm một điếu Sau khi xảy ra vụ việc giữa Lê Văn Vân và em họ của Diệp Mộng, ông nội của Diệp Mộng chỉ hận không thể lột ra rút xương Lê Văn Vân. Bác sĩ Phạm đã rời khỏi thành phố Giang rồi. Còn về việc cụ thể là đi đâu anh cũng không biết. Lê Văn Vân nói. Lời anh nói là sự thật, nhưng theo Diệp Mộng nghĩ thì có lẽ không phải vậy. Cô cảm thấy là Lê Văn Vân ghi nhận ông nội trong lòng. Vì vậy mới không muốn giới thiệu. Cô cao mày nói, Lê Văn Vân, chuyện đã qua 9 năm rồi, sao anh còn phải ghi hận ông nội em? Năm đó cháu gái của mình xảy ra loại chuyện như vậy, nên ông nội em mới cắn mãi không buông. Lê Văn Vân xua tay nói, em tin cũng được không tin cũng không sao, bác sĩ Phạm Quả Thực đã rời khỏi thành phố Giang, tạm thời cũng không có cách nào quay lại được. Thực ra, anh cũng biết một chút về y học, mặc dù không bằng bác sĩ Phạm, cũng không biết làm phẫu thuật. Nhưng nếu em tin anh, sau này khi anh đến Lâm Hải, em có thể để anh nhìn ông nội em một chút. Diệp Mộng sướng sờ. Đúng là vậy, làm một người gác đêm, các loại điều trị y dược đơn giản đều phải học, bởi vì không thể lần nào chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ chuẩn bị cho bạn một bác sĩ hàng đầu ở bên cạnh. Diệp mộng cao mày, không đồng ý cũng không phủ nhận, mà cất tiếng nói, anh đừng về Lâm Hải thì hơn, nếu anh trở về, cả nhà em họ em sẽ không chịu để yên. Hơn nữa cũng có thể thấy được địch ý của Vưu Tường với anh. Anh ở thành phố Giang có thể sống rất tốt. Lúc này Lê Văn Vân bật cười, nhìn Diệp Mộng nói, đến bây giờ em vẫn không tin anh bị oan, vì vậy anh phải trở về. Bố mẹ anh vẫn ở Lâm Hải, tuy rằng 9 năm này trên phương diện vật chất, nhà anh trôi qua không tệ, nhưng về mặt tinh thần đoán chừng là không quá dễ chịu dù sao thì có một đứa con trai mang tiếng xấu như anh vì vậy anh sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân năm đó những người đã hãm hại anh ai cũng không thể thoát được diệp mộng nhìn lê văn vân lại thở dài nói vì anh thôi tóm lại anh cố gắng đừng chọc giận vưu tường cho dù muốn quay lại thì nên kín tiếng một chút nói xong cô quay người đi về phía văn phòng của đỗ tịch tịch nhìn bóng lưng mảnh mai của cô Lê Văn Vân sờ sờ mũi, thầm nói trong lòng, tuy rằng em vẫn không tin anh bị oan, nhưng ít nhất trong 3 năm qua, em là người duy nhất vẫn hy vọng anh sống tốt. Dựa vào điều này, anh sẽ không để em rơi vào tay loại người như Vưu Tường. Nói đến đây, khóe miệng anh xẹt qua một tia lạnh lùng nói, hừ, nhà họ Vưu. Trên thực tế, dựa vào tin tức mà Diệp Mộng tiết lộ hiện tại, anh Đại Khái đã có thể đoán ra được rất nhiều điều. Ông cụ nhà họ Diệp bị bệnh nặng quấn thân, không có tâm tư lo đến chuyện làm ăn khiến nhà họ Diệp rơi vào thế bị động. Đám người Vưu Tường có lẽ đã nắm được khuyết điểm này, bắt được điểm then chốt trong việc làm ăn của nhà họ Diệp. Vì vậy Diệp Mộng mới phải hy sinh bản thân, kết hôn với Vưu Tường để bảo vệ gia sản của dòng họ mình. Lê Văn Vân thở ra một hơi, lúc này Đỗ Thương Bắc đột nhiên tới, nhìn Lê Văn Vân, lấy ra một bao thuốc đưa cho Lê Văn Vân, hỏi, làm một điếu. Lê Văn Vân không từ chối, anh có hút thuốc, nhưng không nghiện sau khi châm thuốc đỗ thương bắc nhả ra một hơi nói vừa rồi tôi đã xác nhận với dương hải chuyện của trần hiểu nguyệt lần này phải cảm ơn cậu không có gì lê văn vân cười nói chuyện này không nên công khai ra ngoài ngài biết đấy chúng tôi đều khá bí mật kín tiếng tôi hiểu đỗ thương bắc gật đầu nói tôi vừa mới mua căn biệt thự bên cạnh nhà của tịch tịch cậu rảnh rồi thì chuyển đến đó ở đi lê văn vân ngạc nhiên nhìn ông ấy con mẹ nó, có tiền thực sự là muốn gì có nấy mà. Anh biết dự định của Đỗ Thương Bắc là muốn để Lê Văn Vân ở gần Đỗ Tịch Tịch chút, như vậy có thể yên ổn đi đảm bảo an toàn cho Đỗ Tịch Tịch. Đương nhiên Lê Văn Vân sẽ không từ chối yêu cầu này, thậm chí anh còn định để Trần Vũ và Nhạc Nhạc cũng chuyển đến ở, nếu không sống một mình sẽ rất buồn chán. Đỗ Thương Bắc nhìn Lê Văn Vân, sau đó mở miệng nói, đúng rồi, Lê Văn Vân, hỏi cậu một chuyện, Cậu không có chút rung động nào với Tịch Tịch nhà chúng tôi sao?" Hô, Lê Văn Vân cạn lời, ông này lại nữa rồi. Chương 67 Đỗ Tịch Tịch chỉ qua loa lấy lệ. Chẳng lẽ Tịch Tịch nhà tôi không xinh đẹp sao?" Đỗ Thương Bắc nghi ngờ. Hỏi, Lê Văn Vân lắc đầu nói, "Không phải vậy, Đỗ Tịch Tịch quả thực rất xinh đẹp, thậm chí trong số những người phụ nữ tôi đã gặp, cô ấy có thể xếp hàng đầu." Vậy là do tính tình con bé không tốt?" Đỗ Thương Bắc lại hỏi. Cũng không phải, Lê Văn Vân nói, tính cách cô ấy còn khá tốt. Bình thường đối xử với người khác rất lạnh lùng, nhưng đối với người thân quen lại rất thông minh tinh quái. Rất thú vị. Vậy thì tại sao cậu lại không có cảm giác gì? Đỗ Thương Bắc thở dài nói, Trịnh Hòa kia theo đuổi Tịch Tịch bao nhiêu năm, ngoài việc tôi không đồng ý ra thì Tịch Tịch cũng rất ghét cậu ta. Cậu ta vắt óc suy nghĩ muốn mời Tịch Tịch ăn một bữa cơm còn không được. Còn cậu, cậu là một trong những người con trai mà mấy năm nay Tịch Tịch ở gần nhất hơn nữa rõ ràng con bé cũng có chút hảo cảm với cậu đỗ thương bắc nói hay là tôi làm chủ để hai đứa kết hôn trước sau này lại từ từ vun đắp tình cảm cả người lê văn vân ngây ngốc đỗ thương bắc sốt sắng muốn gả con gái quá rồi đấy nói sao nhỉ chú giang ngài đừng lo lắng về hôn nhân của con gái mình nữa cô ấy xinh đẹp như vậy lại có chỗ dựa lớn như ngài đúng là bạch phú mỹ tiêu chuẩn chỉ cần cô ấy muốn đàn ông muốn xếp hàng có thể xếp vòng quanh thành phố giang đó lê văn vân nói ai đỗ thương bắc thở dài nhả ra một hơi khói thuốc tôi đang lo lắng chuyện này đấy đã nhiều năm như vậy tôi chưa từng thấy con bé có bạn trai xung quanh con bé hình như chỉ toàn là nữ giới nói đến đây ông ấy nhìn lê văn vân rồi lặng lẽ ghé sát lại gần và nói bây giờ tôi còn nghi ngờ liệu có phải con bé có xu hướng đồng tính luyến ái không hay là khi nào cậu giúp tôi kiểm tra xem gạo nấu thành cơm rồi tiện thể kết hôn luôn mẹ nó lê văn vân kinh ngạc nhìn ông ấy nói chú giang suy nghĩ của ngài quá phóng khoáng rồi đấy khụ khụ bắt kịp thời đại mà sao cậu không cân nhắc kỹ xem đỗ thương bắc nhìn lê văn vân nói dù sao tôi khá hài lòng với cậu đấy lê văn vân nhìn ông ấy cười một cách kỳ quái nói vậy tôi sẽ cân nhắc một chút đỗ thương bắc vỗ vỗ vai lê văn vân nói cố lên Nói xong ông ấy dập tàn thuốc, rời khỏi khu vực hút thuốc. Lê Văn Vân nhìn bóng lưng Đỗ Thương Bắc mà lắc đầu. 5 giờ, Đỗ Tịch Tịch đúng giờ tan làm, cô ấy đưa Diệp Mộng và Trần Âm Âm cùng nhau rời khỏi công ty. Đương nhiên Lê Văn Vân không trực tiếp rời đi, tùy theo lý mà nói anh cũng tan làm rồi, nhưng hiện tại tất cả người gác đêm ở thành phố Giang đều đã rời đi, anh phải đảm bảo an toàn cho Đỗ Tịch Tịch, cho nên vẫn luôn âm thầm đi theo ba cô gái. Trên đường đi, Trần âm âm đang điên cuồng thuyết phục Đỗ Tịch Tịch khai trừ Lê Văn Vân, bảo cô ấy không qua lại với Lê Văn Vân. Đỗ Tịch Tịch chỉ qua loa lấy lệ. Ba cô gái đi dạo trung tâm thương mại một vòng, ăn một số đồ ăn vặt rồi trở về nhà mình. Trong nhà của Đỗ Tịch Tịch có 10 vệ sĩ, tương đối an toàn, đợi sau khi Đỗ Tịch Tịch trở về nhà, Lê Văn Vân mới thở phào nhẹ nhõm, anh định trở về cư xá Hoa Viên trước, chuyển quần áo của mình vào trước. Sau khi gọi điện cho Trần Vũ nói rõ tình hình, Trần Vũ ngay lập tức đồng ý. Là người đã quen với việc tiết kiệm nên dù hiện tại lượng cũng khá ổn nhưng thích cách của anh vẫn chưa thay đổi được. Sau khi Lê Văn Vân gửi địa chỉ cho anh ấy, anh cũng bắt đầu thu xếp chuyển đồ đạc. Lê Văn Vân bắt xe đi về phía cư xá Hoa Viên. Vừa đến cổng cư xá Hoa Viên, lông mày anh đã cao lại, bởi vì Ngô Thị Hương đang ngồi ở cổng, nhìn thấy Lê Văn Vân xuống xe, bà ta vội vàng đứng dậy, chạy tới. Âm hồn bất tán, một lý do khác khiến Lê Văn Vân muốn chuyển ra khỏi cư xá Hoa Viên chính là muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình Ngô Thị Hương. Anh hiểu quá rõ gia đình này, nếu Nguyễn Vũ Đồng vẫn ở bên Cao Phái thì không sao, Cao Phái có thể mang lại nguồn tài chính cho bọn họ. Bây giờ Cao Phái đã vứt bỏ Nguyễn Vũ Đồng, mặc dù Cao Phái đã cho hai mẹ con họ túi sách và quần áo đắt tiền gì đó, nhưng những thứ này không phải tiền mặt, bán lại cũng không được bao nhiêu tiền. chương 68 đừng có nắm lấy chút chuyện này. Bọn họ mất đi nguồn tài chính, Ngô Thị Hương lại không thể đi làm, Nguyễn Vũ Đồng tuy còn trẻ, cũng có bằng cấp nhưng cô ta đã ở nhà nhàn rỗi 3 năm, sau khi tốt nghiệp cũng không đi làm, không có kinh nghiệm làm việc. Trong thời đại này, cô ta căn bản không thể tìm được một công việc có lương cao. Trên thực tế, lúc đầu, mỗi tháng Lê Văn Vân có thể đưa cho bọn họ khoảng 20.000 tệ thu nhập, thu nhập này đã cao hơn nhiều so với tiền lương của Nguyễn Thị Lệ ở thịnh thế. Nguyễn Vũ Đồng rất lười cô ta không đi làm được, cho dù có đi làm, một tháng cũng rất khó kiếm được 20.000 tệ. Vì vậy, đối với hai người họ, nếu muốn sống cuộc sống như trước đây, thậm chí là một cuộc sống sung túc hơn, bọn họ chỉ có thể tìm đến Lê Văn Vân. Lần trước nói chuyện ở công ty, Lê Văn Vân đã khá cứng rắn, nhưng Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh không thường xuất hiện ở công ty thịnh thế, vì vậy nếu Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng đến công ty thịnh thế làm ở Mỹ thì Hoàng An sẽ đứng ra ngăn cản, mắt anh sẽ được sạch sẽ. Nhưng sống trong cư xá hoa viên thì khác, chẳng hạn như bây giờ, anh đã gặp phải Ngô Thị Hương rồi. Ngô Thị Hương chạy chậm đến trước mặt Lê Văn Vân. D. Nhưng lần này, bà ta không diễu võ dương oai, không mang vẻ mặt đầy khinh thường như trước mà dùng giọng điệu khách sáo nói, Lê Văn Vân à, con đã trở lại rồi, mẹ đã chờ con cả một ngày đó không để Lê Văn Vân kịp nói, bà ta lại cười nói, mẹ ở nhà đã làm mấy món mà con thích ăn nhất, con về nhà ăn một chút nhé. Có câu một ngày làm vợ chồng, ân nghĩa trăm năm. Tuy rằng hiện tại đã ly hôn nhưng mọi người đừng làm ở Mỹ như vậy, căn nhà đó là do con mua, mẹ và Vũ Đồng đã nghĩ kỹ rồi, cho dù thế nào cũng nên thêm tên con vào giấy chứng nhận bất động sản. Trong lòng Lê Văn Vân tự diếu, nấu món tôi thích nhất, các người biết tôi thích ăn món gì nhất sao? trong ba năm qua, ngoại trừ buổi trưa, có bữa tối nào không phải tôi làm cho các người. Ba năm qua tôi có khác gì người hầu ở bên cạnh các người. Anh Cao Mày nói, không phải trước đây bà đã nói tôi đừng có quấn lấy các người nữa sao? Hiện tại ấy à, các người đừng quấn lấy tôi nữa. Nói xong, anh vòng qua Ngô Thị Hương đi về phía cư xá. Lần này Ngô Thị Hương không hề tức giận, cũng không nói mấy lời ác độc, bà ta vội vàng đi theo bên cạnh Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, mẹ biết trong lòng con còn tức giận. Trước đây mẹ quả thật đã quá đáng, những chuyện này đều do mẹ, không liên quan gì đến Vũ Đồng. Lê Văn Vân dừng lại, nhìn bà ta nói, vì vậy ở cùng với Cao Phái cũng là do bà mà không phải là Nguyễn Vũ Đồng. Ngoại tình trong hôn nhân, câu được người có tiền xong lập tức đá bay tôi cũng là vì bà. Vẻ mặt Ngô Thị Hương sửng sốt nói, con bé đã biết sai rồi, mẹ cũng biết sai rồi. Chúng ta thực sự hối hận rồi, lúc đó có mắt như mù dù thế nào đi nữa bố của vũ đồng đã cứu con một mạng vũ đồng bây giờ cũng muốn sống với con thật tốt con đồng ý với nó phục hôn với nó sau này mẹ lê văn vân cười khinh không để ý đến ngô thị hương nữa tiếp tục đi về phía nơi anh ở anh phải nhanh chóng chuyển đến chỗ đỗ tịch tịch lê văn vân sao cậu lại độc ác như vậy thấy dáng vẻ lê văn vân vẫn không thèm để ý ngô thị hương dậm chân nói cậu có tiền rồi lập tức ruồng bỏ mẹ con chúng tôi tính mạng của cậu là do nhà chúng tôi cứu lấy đừng có nắm lấy chút chuyện này lê văn vân nói nếu không phải vì chú nguyễn cứu tôi một mạng bà nghĩ bà có thể sống yên ổn trong căn nhà đó không mặc dù viết tên hai người nhưng đó là tài sản sau khi kết hôn mua bằng tiền của tôi dù ra tòa tôi cũng được một nửa bây giờ tôi không cần một nửa đó nữa ba năm qua tôi đã nuôi các người ba năm đã tận nghĩa tận tình rồi được, Ngô Thị Hương chạy tới trước mặt Lê Văn Vân, giang tay ngăn lại đường đi của Lê Văn Vân, nói cậu không muốn phục hôn cũng được. Chúng tôi muốn một nửa cổ phần của công ty cậu. Nói rồi, bà ta hất mặt sang một bên, khôi phục lại dáng vẻ đanh đá nói, nếu không, tôi nhất định mỗi ngày sẽ đến công ty của cậu quấy rối cậu. Chỉ cần bà không sợ mất mặt thì xin mời cứ tự nhiên. Dù sao tôi cũng không thường đến công ty. Chương 69 vợ cũ của cậu lê văn vân nhún vai nói về phần kiện chúng tôi cũng cứ thoải mái đi nhân tiện nhắc nhở một câu chi phí mời luật sư hiện giờ không hề rẻ bà phải mời một luật sư giỏi chút nhé nói xong anh vòng qua ngô thị hương tăng tốc bỏ đi ngô thị hương đuổi theo nói câu được câu không lê văn vân mặc kệ mà tốc độ của ngô thị hương tất nhiên không theo kịp lê văn vân rất nhanh lê văn vân đã kéo dài khoảng cách chạy vào trong thang máy sắc mặt Ngô Thị Hương khó coi đứng dậm chân, sau đó trở về nhà. Ở trong nhà, Nguyễn Vũ Đồng Trông vẫn còn hốc hác, bởi vì Nguyễn Thị Lệ thất nghiệp nên cũng đang ngồi bên cạnh cô ta, thấy Ngô Thị Hương đã trở lại, Nguyễn Vũ Đồng nhanh chóng đứng dậy hỏi, thế nào? Đợi được Lê Văn Vân không? Đợi được, nhưng cậu ta không muốn. Ngô Thị Hương mắng, con sói mắt trắng này có tiền liền trở mặt, không nhận người. D2 Nguyễn Thị Lệ thở dài nói, ai, không ai nghĩ tới anh ta sẽ đột nhiên trở nên giàu có như vậy. Hiện tại em đã mất việc, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Chị Vũ Đồng, chị định làm gì? Hay là cùng đi tìm việc với em đi? Sắc mặt Nguyễn Vũ Đồng hơi thay đổi. Để cô ta đi làm, với mức lương vài nghìn tệ, hiện tại chưa chắc đã có thể chi trả được khoản tiền thế chấp căn nhà này. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, không được, chị nhất định phải tìm ra cách kết hôn với Lê Văn Vân nếu không được chị phải nghĩ cách mang thai đứa con của anh ta trước đã. Lê Văn Vân trở về phòng, anh vốn không có nhiều đồ, vừa thu dọn quần áo của mình, vừa cau mày nói, càng nhìn những bộ quần áo này càng tức giận. Đôi mẹ con này, thật đúng là không coi tôi là người. Quần áo mấy năm này toàn là hàng vỉa hè, không có bộ quần áo mùa hè nào có giá quá 50 tệ. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hai mẹ con đó, trong lòng anh liền cười lạnh. Sau khi dọn dẹp đơn giản, anh rời khỏi phòng, khoa cửa lại và bắt xe đi về phía khu biệt thự nơi Đỗ Tịch Tịch đang ở. Biệt thự ở ngay bên cạnh nhà của Đỗ Tịch Tịch, đi đến cửa anh liếc nhìn về phía bên Đỗ Tịch Tịch. Trước cửa nhà cô ấy có hai người canh gác, bên trong cũng có mấy người đàn ông lực lưỡng cường tráng bảo vệ. Đỗ Thương Bắc có thể coi như đã dốc sạch máu cho việc bảo vệ cô ấy. Trước cửa căn biệt thự bên cạnh cô ấy, Trần Vũ đang xách theo túi lớn túi nhỏ ngồi ở cửa, trên miệng ngậm một điếu thuốc, tò mò nhìn về phía nhà của Đỗ Tịch Tịch. Nhìn thấy Lê Văn Vân đi tới, anh ta nhanh chóng đứng lên nói, địch mợ, người anh em, không nhầm chứ. Chúng ta thật sự chuyển tới đây. Lê Văn Vân cười nói, lừa cậu làm gì? Nói xong, anh lấy chìa khóa ra rồi mở cửa nhà. Trần Vũ nuốt nước miếng nói với vẻ mong đợi, đợi nhạc nhạc xuất viện rồi, để thằng bé thấy sau này được sống trong một ngôi nhà tốt như vậy, đoán chắc nó sẽ rất vui. Nói rồi, anh ấy dường như nghĩ đến điều gì đó nói đúng rồi hôm nay mẹ nhạc nhạc đến bệnh viện lê văn vân cau mày nói vợ cũ của cậu cũng không tính là vợ cũ tôi vẫn chưa làm thủ tục ly hôn với cô ta trần vũ thở dài nói lúc trước nhạc nhạc chưa làm phẫu thuật cô ta chưa từng xuất hiện bây giờ không biết từ đầu nghe nói tôi phát đạt rồi lại chạy đến gặp nhạc nhạc ha người thực dụng không chỉ dừng lại ở một nhà loại phụ nữ này cậu tuyệt đối đừng mềm lòng, Lê Văn Vân nhắc nhở. Tôi hiểu, Trần Vũ gật đầu nói, chúng ta vào trước đi. Lúc này ánh mắt của Lê Văn Vân hơi nheo lại, anh nhìn về phía cổng cư xá nói, cậu dọn đồ vào cho tôi trước. Tôi có chuyện cần giải quyết. Trần Vũ còn chưa định thần lại, Lê Văn Vân đã chạy về phía cổng cư xá. Lan Hương Uyển, đây là khu biệt thự đắt tiền nhất tại Giang Thành, cũng là một khu riêng biệt duy nhất trong Giang Thành. Vị trí này là trụ sở của Đỗ Tịch Tịch, đương nhiên, bây giờ Lê Văn Vân cũng ở đây. Lúc này, tại nơi cách không xa lối vào cư xá, Lê Văn Vân chạy chậm một mạch ra ngoài, nhìn quanh bốn phía một chút, thấy xe cộ xung quanh không ngừng qua lại, anh khẽ trao mày nói cảm giác sai ư. Khi anh vừa mới định vào nhà, anh chợt cảm thấy có điều nguy hiểm, nhưng đi một đoạn, điều nguy hiểm đó liền biến mất không thấy nữa, thế nhưng Lê Văn Vân vẫn lựa chọn chạy ra ngoài xem một chút. Chương 70 không thành vấn đề. Anh khẽ nhíu mày hoài nghi, đi đến chỗ cách cư xá không xa, mua một ít đồ nướng đóng gói, đồng thời lặng lặng quan sát bốn phía, nhìn xem có chỗ nào bất thường không. Nhưng vẫn luôn không có gì xảy ra, Lê Văn Vân gói đồ nướng lại xong, thở dài một hơi, mang đồ đi về trong nhà. Rõ ràng đỗ thương bác sắp xếp rất ổn thỏa, trong biệt thự được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, tất cả mọi thứ đồ bên trong đều đầy đủ, kể cả chăn đệm gì. Đó! Trong tủ lạnh cũng chất đầy đồ ăn thức uống. Lúc Lê Văn Vân trở lại, Trần Vũ đang vui thích nhìn khắp bốn phía, thấy Lê Văn Vân về, anh ấy hưng phấn nói: "Ôi trời ạ, à, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ tới, trong đời tôi lại có cơ hội ở căn nhà to lớn thế này, xa hoa thế này. Đừng nói nữa, mau lại đây ăn cái gì đi." Lê Văn Vân lặng yên nói. Trần Vũ cười khà khà một tiếng, hai người ngồi xuống bàn, Lê Văn Vân nhìn Trần Vũ hỏi: "Đúng rồi, khi nào Nhạc Nhạc mới có thể xuất viện?" bác sĩ bảo còn khoảng trên dưới một tuần nữa. Trần Vũ nói đến đây, nhíu mày lại nói tiếp, bây giờ tôi chỉ sợ cô vợ kia sẽ dở trò xấu xa gì đó thôi. Lúc cô ta chạy đi, sao cậu không ly hôn luôn, Lê Văn Vân cau mày hỏi. Trần Vũ thở dài một hơi nói, lúc ấy, không nỡ đó. Tôi với cô gái này kết hôn sớm, khi từ nông thôn đến Giang Thành, tôi mới khoảng 20 tuổi. Rồi cứ thể kéo dài mấy năm liền, tôi không liên lạc được với cô ấy cũng trách tôi nhiều chuyện trần vũ mắng lúc cậu cho tôi công việc và tiền lương này tôi thật sự có hơi không nhịn nổi bèn khoe khoang một chút với bạn bè thân thích của mình đoán chừng đã chuyển đến tai cô ấy rồi tóm lại chính cậu phải cẩn thận đó tuyệt đối không nên cho cô ấy dù một phần tiền hiểu chưa lê văn vân nói ừ trần vũ gật đầu lúc này điện thoại của lê văn vân bỗng nhiên vang lên anh cầm điện thoại di động lên xem thử phát hiện là đặng hân hân gọi tới Lê Văn Vân mới nhận điện thoại nói: "Alo, quản lý Đặng." Đầu bên kia điện thoại, Đặng Hân Hân vừa cười vừa nói: "Không cần khách khí thế đâu, gọi tôi là Hân Hân hoặc là gọi tên Đặng Hân Hân của tôi cũng được." Lê Văn Vân yên lặng nói: "Được thôi, có chuyện gì sao?" Đặng Hân Hân gật đầu đáp: "Ngày mai là sinh nhật tôi, tôi định mở một bữa tiệc sinh nhật, sẽ mời một số bạn bè và đồng nghiệp, anh có thể nể mặt mà tới chơi một chút không?" Việc này đương nhiên không thành vấn đề. Lê Văn Vân vừa cười vừa nói, sau đó anh lại hỏi, "Đúng rồi, bây giờ tôi đang làm việc ở tập đoàn Hưng Thịnh, là trợ lý cho Đỗ Tịch Tịch, có thể phải trưng cầu sự đồng ý của cô ấy mới được." "Yên tâm đi, tôi với Tịch Tịch có quan hệ tốt cỡ nào chứ, tiệc sinh nhật tôi, sao lại không mời cô ấy được?" Đặng Hân Hân vừa cười vừa nói. Lê Văn Vân có hơi thở dài một tiếng, trước khi giải quyết triệt để người của Hồng Nguyệt Tại Giang, anh phải ở gần Đỗ Tịch Tịch nhằm tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó vậy cứ thế đi nha, tối mai đến khách sạn Vạn Hào ăn cơm trước, sau đó lại đến cây KTV Đế Hào. Đặng Hân Hân nói, không thành vấn đề, Lê Văn Vân gật đầu nhận lời. Cúp điện thoại xong, Lê Văn Vân bắt đầu trầm ngâm. Nếu là sinh nhật, vậy thì phải chuẩn bị một vài món quà sinh nhật mới được. Hơn nữa, lần này trước khi bản thân khôi phục ký ức, quả thực Đặng Hân Hân giúp đỡ mình rất nhiều. Ngay từ đầu, chính cô ấy đã dẫn mình vào ngân hàng Trung Hải. Nếu không phải được xác thực rằng có tiền trong tài khoản thì bản thân anh vẫn sẽ cảm thấy Lý Tiểu U là một kẻ lừa đảo, đoán chừng rồi sẽ không đi gặp Phạm Nhược Tuyết, cũng không có cách nào khôi phục trí nhớ. Sau đó Đặng Hân Hân còn giúp bản thân thu mua công ty hậu cần của Nguyễn Thị Lệ, đương nhiên đối với Lê Văn Vân hiện giờ mà nói, chuyện này chẳng tính là gì, nhưng đối với anh của ban đầu mà nói, đây chính là sự bận rộn rất to lớn. Phải chuẩn bị thật tốt một chút mới được, Lê Văn Vân thở ra một hơi ăn đồ nướng xong trần vũ thu dọn mấy cái hộp rồi hai người về phòng mình một đêm không xảy ra chuyện gì ngày thứ hai sau khi lê văn vân xác nhận đỗ tịch tịch đã ra khỏi cửa mới theo chân cô ấy ra ngoài đến công ty anh vào trong văn phòng đỗ tịch tịch nhìn thấy lê văn vân mới đến đỗ tịch tịch liền bĩu môi nói hôm nay không cần ở trong công ty ra ngoài một chuyến với tôi cô muốn đi đâu lê văn vân hỏi audio điện tử võ tấn bền. Chương 71 bây giờ anh ấy đang làm việc cho cháu. Hôm nay sinh nhật chị Hân Hân, tôi muốn đi chọn quà tặng chị ấy. Đỗ Tịch Tịch vừa cười vừa nói, không phải chị ấy cũng mời anh sao? Chẳng lẽ anh định đi tay không à? Lê Văn Vân âm thầm líu lưỡi, mẹ nó muốn đi chọn quà thì cô không cần đi làm luôn. Trên thực tế, dường như Đỗ Tịch Tịch cũng không có việc gì để làm, mỗi ngày chỉ xem một vài văn kiện rồi ký tên. Cô ấy cũng không phụ trách dự án nào, các quyết sách đều do Đỗ Thương Bắc thực hiện. Được thôi, Lê Văn Vân gật đầu. Đỗ Tịch Tịch ném chìa khóa xe cho Lê Văn Vân rồi nói, "Chúng ta đi công viên Tứ Hải." Lê Văn Vân kinh ngạc. "Anh biết công viên Tứ Hải? Nơi này là một chợ đồ cổ tại Giang Thành, thậm chí còn là một trong những chợ đồ cổ lớn nhất cả nước." Đây cũng là một trong các biểu tượng của Giang Thành, rất nhiều kẻ có tiền từ vùng khác chạy tới đây mua đồ cũ, đương nhiên vì là địa điểm du lịch nên cũng có không ít hàng giả. Lê Văn Vân không mấy xa lạ đối với nơi này, trước đây anh và Trần Vũ Thường xuyên chạy đến công viên Tứ Hải để làm công việc bán thời gian, đương nhiên đều là những việc cực nhọc như là dỡ hàng hóa. Sinh nhật của Đặng Hân Hân, cô chạy tới công viên Tứ Hải mua cái gì? Chẳng lẽ mua một cái bộ từ thời nhà Thanh đưa cho cô ấy à? Lê Văn Vân lặng im hỏi. Đỗ Tịch Tịch trừng mắt liếc anh một cái rồi nói, thấp kém chị hân hân thích siêu tầm một vài đồ cổ chỗ của bố tôi thì có không ít nhưng đều là thứ mà cha tôi quý trọng nhất ông ấy không nỡ bỏ thế nên tôi định đến công viên tứ hải xem có thể chọn lựa một món cho chị ấy hay không trong lòng lê văn vân hơi dao động nói cô ấy thích đồ cổ à đỗ tịch tịch gật đầu đáp đúng vậy lê văn vân trầm ngâm gật đầu một cái không nói thêm gì nữa rất nhanh hai người đã lái xe gần tới công viên tứ hải công viên tứ hải là nơi rất hỗn tạp không thiếu các cửa hàng lớn, đương nhiên cũng có rất nhiều sạp hàng vỉa hè. Sau khi Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch dừng xe, hai người liền đi loanh quanh trong công viên Tứ Hải, dường như Đỗ Tịch Tịch đã có nơi hẹn sẵn, cô ấy đi thẳng đến một tiệm bán đồ cổ rất lớn. Đến cửa tiệm, một người trung niên đeo mắt kính gọng vàng, trên người khoác chiếc áo dài tiến lên chào mừng, ối trà, cháu gái tịch tịch, cháu tới rồi. Đỗ tịch tịch nở nụ cười xinh đẹp nói, chú Bành, cháu không hiểu rõ về những thứ đồ cổ này lắm đâu, chú đừng lừa cháu đó nha. thế sao được, chú mà dám bẫy cháu, tên đỗ thương bắc kia không rút gân lột ra chú mới lạ. người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. sau đó ông ta thấy lê văn vân trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, a, lê văn vân. lê văn vân sờ mũi một cái, anh có quen người đàn ông trung niên này, anh từng làm việc ở chỗ này mấy lần, bởi vì sức lớn, khuôn đồ nhanh, hiển nhiên dễ dàng được người ta nhớ rõ. Người đàn ông trung niên tên là Bành Hải, có gian tiệm đồ cổ lớn nhất trong công viên Tứ Hải. Đương nhiên, Lê Văn Vân cũng biết, loại người này thường thường cũng là tên gian thương lớn nhất. Hai người quen biết nhau sao? Đỗ tịch tịch kinh ngạc hỏi. Ừ, hồi trước Lê Văn Vân từng đến làm ở đây, sức lực của cậu ta cũng lớn, sao mấy đứa lại đến cùng nhau? Ông ta một mặt hoài nghi hỏi. Trong nhận thức của ông ta, Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch hoàn toàn là hai người thuộc về hai thế giới, một bên là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, mà một bên lại là con gái nhà giàu. Đỗ tịch tịch khẽ mỉm cười nói, bây giờ anh ấy đang làm việc cho cháu. Bành hải hơi sửng sốt, biểu cảm khi nhìn Lê Văn Vân mang theo chút kỳ quái. Đỗ tịch tịch lại không quan tâm nhiều như vậy, cô ấy vừa cười vừa nói, cháu cũng không hiểu biết nhiều về đồ cổ cho lắm, chú bành, trên dưới 300 000 đồ gì tinh xảo một chút, chú mang mấy món đồ đó đến để cháu chọn lựa thử đi. Soạt, Giọng cô ấy vừa cất lên, phía đối diện họ, bỗng nhiên truyền đến một hồi âm. Thanh ồn ào, Lê Văn Vân lần theo tiếng nhìn đến, phát hiện trong một nhà cửa hàng đối diện, có một trận ẩm ý. Ngay sau đó, một đám người bắt đầu vây lại. Có chuyện gì sao? Đỗ tịch tịch hoài nghi hỏi. Bành hải nở một nụ cười lạnh nói, đoán chừng là du khách ngoại địa nào đó lại sắp bị hổ rồi. mươi 72 không nhiều, 15 triệu. Lòng Lê Văn Vân khẽ rung động. Lê Văn Vân biết cửa hàng phía đối diện đó, cửa hàng này tên là Tụ Bảo Hiên. Hai năm trước cửa hàng này mới thi công, lúc đầu thi công, Lê Văn Vân cũng làm việc ở đó. Sau đó anh cũng đi chuyển đồ đạc mấy lần. Nếu như nói Bành Hải là một gian thương thì ông chủ ở phía đối diện chính là một tên khốn nạn vô liêm sỉ. Lúc đầu, lúc chuyển đồ đạc, một công nhân của họ cũng bị lừa, bởi vì không cẩn thận làm ngã vỡ một món đồ gốm, thứ đồ đó vừa nhìn đã biết chỉ là hàng nhái, nhưng mà người công nhân đó lại bị bắt đền 30.000 tệ dành dành ra đó. Lúc đó, Lê Văn Vân cùng với những người khác chỉ dám tức giận mà không dám nói, sau đó họ cũng không còn đến giúp việc cho cửa hàng này nữa. Bây giờ thông qua lời của Bành Hải biết được, bọn họ còn thường đi lừa gạt một số du khách nước ngoài. Chuyện là như thế nào vậy? Đỗ Tịch Tịch vô cùng kinh ngạc, hỏi. L.T. Ngành này của bọn chú xem trọng việc mua rồi thì không đổi được nữa, có nghĩa là cháu mua phải hàng giả rồi, chỉ cần trả tiền rồi, thế thì không thể trả hàng lại được nữa. Bành Hải nói, nhưng mà người của tụ Bảo Hiên thì khác, bọn họ sẽ gây ra một số sai sót, giả vờ rằng do khách hàng làm hỏng đồ đạc, sau đó nói món đồ này rất đắt, bắt khách hàng phải bồi thường. Đỗ tịch tịch trao mày hỏi, thế này cũng được sao? Ngành này rất phức tạp, Bành Hải lắc lắc đầu, nói hơn nữa, bởi vì sự xuất hiện của bọn họ nên việc làm ăn của bọn chú chịu một ít ảnh hưởng, bởi vì tiếng tăm của công viên Tứ Hải trở nên kém đi. Đỗ Tịch Tịch trao mày, nói thế cháu muốn qua đó xem thử. Bành Hải nhíu mày, nhưng không nói gì. Đỗ Thương Bắc là nhà giàu số 1 ở Giang Thành, có địa vị, nếu như Đỗ Tịch Tịch có thể vạch trần được cửa hàng tụ Bảo Hiên ở phía đối diện thì cũng là chuyện tốt. Lê Văn Vân liếc nhìn Bành Hải một cái, khóe môi nở nụ cười, anh biết Bành Hải có ý xem Đỗ Tịch Tịch như khẩu súng để sử dụng. Nhưng anh không bới móc ra đi theo phía sau đỗ tịch tịch, chen vào dòng người trước mặt. Ở chỗ cửa tụ Bảo Hiên, một người trung niên để dâu cá chê đang kéo cánh tay của một cô gái, nói cô gái, món này chính là bút tích thực của đường dần đấy, vậy mà cô làm hỏng của tôi rồi. Trong tay ông ta cầm một bức tranh cuốn tròn bị gãy làm đôi, tay kia thì bắt một cô gái tóc ngắn, cười diễu nói. Ở bên cạnh cô gái đó còn có một người phụ nữ, con gái cũng vậy, phụ nữ cũng thế, đều khá xinh đẹp, người phụ nữ trung niên bảo vệ cô gái, nói ông đừng ngậm máu phun người, chúng tôi chỉ nghe nói có bút tích thực của đường dân, qua đây xem thử, kết quả bức tranh này đột nhiên tự rơi từ trên tường xuống, gãy thành hai khác. Không hề liên quan gì đến chúng tôi. Bức tranh này là bảo vật của cửa hàng chúng tôi, treo ở trên tường lâu như vậy rồi nhưng không xảy ra chuyện gì, mà mấy người nhìn một lát thì gãy mất, bà nói vậy ai tin chứ. Người đàn ông dâu cá chê cười diễu nói. Lê Văn Vân cho mày, Người đàn ông này anh cũng biết, chính là Trần Bát Phận, ông chủ tụ bảo hiên lừa người bạn công nhân của anh lúc trước, mọi người đều ngầm gọi ông ta là Trần Bóc Lột. Ôi trời, người đẹp, làm hỏng rồi chính là làm hỏng rồi, các người không giống như người thiếu tiền, bồi thường chút tiền là xong chuyện rồi mà. Đúng thế, làm hỏng rồi thì đền tiền là xong, đây là lẽ đương nhiên mà. Xung quanh có mấy người bắt đầu hùa theo. Lê Văn Vân dùng cái mông nghĩ cũng biết những người hùa theo này nhất định là kẻ lừa đảo mà Trần Bát Vận mời đến. Nghe thấy những lời này, sắc mặt cô gái với người phụ nữ xinh đẹp đều khẽ thay đổi. Người phụ nữ đẹp nghiến răng, hình như định đền tiền cho xong chuyện, bà ấy liếc nhìn Trần Bát Vận một cái thật sâu, nói bao nhiêu tiền. Không nhiều, 15 triệu, Trần Bát Vận nói. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hít ngược hơi lạnh. Cô gái với người phụ nữ nhìn chầm chầm Trần Bát Vận, lúc này, Người phụ nữ nói: "Được, 15 triệu này tôi đưa cho ông, ông phải nhận đàng hoàng cho tôi." Rõ ràng, hai người này không phải là người thiếu tiền, cũng không phải người bình thường. Có lẽ Trần Bát Phận cũng nhìn trúng điểm này rồi nên mới dám đi lừa. Chương 73 anh đang làm cái gì thế? Còn về giọng điệu uy hiếp của người phụ nữ, ông ta không quan tâm, ở Giang Thành, ở công viên Tứ Hải nhỏ chẳng đáng là bao này, không ai có thể uy hiếp ông ta được. Lúc này đỗ tịch tịch không nhìn được nữa cô ấy định xông ra thì lê văn vân vội vàng kéo cô ấy lại đỗ tịch tịch cho mày nói đây rõ ràng là lừa người anh định khoanh tay đứng nhìn Kiều nguyệt nói không sai anh đúng là đồ hèn nhát lê văn vân gãi gãi đầu nói cô không hiểu đồ cổ có sen vào cũng không thể nói lý lẽ được đỗ tịch tịch ngây người lúc này lê văn vân cười với cô ấy nói để tôi đi cho anh hiểu đồ cổ đỗ tịch tịch vô cùng ngạc nhiên hỏi hiểu sơ sơ, Lê Văn Vân ho khan một tiếng, đi tới phía trước, nói ôi, ông chủ Trần. Trần bát vận nhìn sang Lê Văn Vân, hiển nhiên ông ta cũng nhận ra anh, ông ta trao mày, nói cậu đến đây làm gì, hôm nay chỗ tôi không có việc làm, đi chỗ khác tìm đi. Tôi còn có việc, Lê Văn Vân lại cười híp mắt, tiến tới nói, ông chủ Trần, không nhìn ra đó nha, chúng ta vậy mà lại cùng ngành. Trên mặt Trần bát vạn lộ ra vẻ ghét bỏ, nói, ai cùng ngành với cậu, một người khuân vác như cậu mau chóng cút xa một chút sao lại không cùng ngành được lê văn vân bĩu môi nói chúng ta đều là kẻ cướp bóc cả mà sắc mặt trần bát vận khẽ biến đổi và trong đám người lại vang lên một trận cười ồ chàng trai cậu có ý gì thế cẩn thận họa từ miệng mà ra mau chóng cút xa đi ông ta chừng lê văn vân một cái sau đó lại nhìn hai mẹ con đó nói hai người mau đến tiền cô gái tóc ngắn bĩu môi sắc mặt người phụ nữ đẹp đó khó coi, nhìn chầm chầm trần bát vận, sau đó móc thẻ ngân hàng ra. Đợi đã, đúng vào lúc này, Lê Văn Vân giơ tay lên, nói ông chủ trần, ông lấy hàng giả kém chất lượng bán với giá 15 triệu, ông cũng hiểm độc quá rồi nhỉ, tối ngủ không sợ lương tâm bất an. Lời vừa dứt, mọi người xôn xao cả lên. Sắc mặt trần bát vận trở nên không tự nhiên rồi, ông ta lườm Lê Văn Vân, nói, một người khuân vác như cậu hiểu cái gì về đồ cổ, đây chính là bút tích thực của đường dần, hàng thật giá thật. C, C. cặp mẹ con kia thấy Lê Văn Vân nói như vậy, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Khóe môi Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó anh giơ tay ra, ông chủ vẫn chưa kịp phản ứng lại thì nhận ra nửa bức tranh trong tay đã rơi vào trong tay của Lê Văn Vân. Ngay sau đó, Lê Văn Vân móc trong túi ra một cái bật lửa. Cậu muốn làm cái gì? Sắc mặt Trần Bát Vận đột nhiên biến đổi. Bên dưới, mọi người đứng xem cũng lấy làm lạ sốt lê văn vân không để ý bật cái bật lửa lên sau đó đặt nửa bức tranh lên ngọn lửa bỗng chốc nửa bức tranh cháy lên anh điên rồi đỗ tịch tịch ở bên cạnh cũng ngạc nhiên đến ngây người cô ấy không ngờ cách giải quyết của lê văn vân chính là xông lên đốt nửa bức tranh chàng trai cầu tiêu đời rồi trần bát vận nhìn lê văn vân sắc mặt đen kịt lê văn vân thì cười diếu nói mọi người Xin hãy dùng mũi cố gắng ngửi thử. Đám người đứng xem ngây người, ngay sau đó rất nhiều người cũng bắt đầu ngửi. Anh đang làm cái gì thế? Đỗ Tịch Tịch không hiểu. Nhưng đúng vào lúc này, trong đám người, người có chút kiến thức lên tiếng, sau khi đốt cháy, có một mùi sông lên mũi, điều này chứng tỏ giấy của bức tranh này được tạo thành bằng nguyên liệu sợi hóa học hiện đại. Đám người rộ lên, và sắc mặt của Trần Bát Vận thì đột ngột biến đổi. Lê Văn Vân thì cười híp mắt, nói đúng rồi đường dần sống ở thời nhà minh trừ khi ông ấy xuyên không mấy trăm năm chạy đến hiện đại lấy loại giấy này về cho nên bức tranh này rõ ràng là đồ giả lời vừa dứt sắc mặt trần bát vận hoàn toàn tối sầm lại ở bên cạnh người phụ nữ đó nhìn chằm chằm trần bát vận nói ông dám lừa tôi trong đám người tiếng bàn tán xôn xao cũng vang lên từ lâu đã nghe tiếng tăm của tụ bảo hiên này không tốt cứ có người động một tí là làm vỡ đồ của họ rồi đền tiền, bây giờ xem ra là thật rồi. Chương 74, cậu này, làm phiền một lát. Sau này không bao giờ đến đây mua đồ nữa. Sắc mặt Trần Bát Vận đen kịt, ông ta nghiến răng, nói, ban đầu tôi bỏ ra 12 triệu mua bức tranh này, tôi tưởng là bút tích thật, bây giờ xem ra. Tôi cũng bị lừa rồi. Đây chính là cách nói của ông ta, ở trong cái ngành này, ông ta quả thực có thể nói như vậy cũng không ai nói gì được ông ta. "Ôi, gian thương đấy, sau này mọi người đừng đến đây nữa." Đúng là vô liêm sỉ mà, cái cửa hàng tụ bảo hiên này. Trong đám người truyền ra ngoài đủ loại lời nói, sắc mặt Trần Bát vẫn đen kịt, ông ta liếc nhìn Lê Văn Vân một cái, Lê Văn Vân thì nhún vai không quan tâm gì cả, sau đó anh cũng không để ý đến đám người ồn ào, đi đến bên cạnh Đỗ Tịch Tịch, kéo Đỗ Tịch Tịch chen ra khỏi đám người, trở lại phía đối diện quay lại trong cửa hàng của bành hải đỗ tịch tịch nói với vẻ mặt đầy thán phục lê văn vân không ngờ anh còn am hiểu đồ cổ nữa anh làm thế nào mà nhìn ra đó là đồ giả thế bành hải hiển nhiên cũng nhìn rõ cảnh tượng này ông ta nhìn lê văn vân nói lúc trước đúng là không nghĩ ra tưởng rằng cậu chỉ có chút sức vóc không ngờ còn hiểu đồ cổ nữa lê văn vân cười cười anh quả thực có hiểu một chút là một người gác đêm anh phải đọc qua kiến thức của các phương diện khác anh cười rồi sau đó nhìn Đỗ Tịch Tịch, nói chọn đồ trước đi. Bên này chú đã chuẩn bị một ít đồ, cháu xem thử rồi chọn. Bành Hải liếc nhìn Lê Văn Vân một cái thật sâu, sau đó nói với Đỗ Tịch Tịch. Đỗ Tịch Tịch vẫn còn đang chìm đắm trong cú sốc Lê Văn Vân vạch trần Trần Bát Vật, sau khi nghe thấy lời của Bành Hải thì cô ấy mới định thần lại, sau đó tò mò nhìn Lê Văn Vân một cái, nói: "Thế tôi đi chọn trước đây." Lê Văn Vân nhìn Bành Hải, nói: "Nhân lúc cô ấy đi chọn, tôi ở trong cửa hàng, tùy ý tham quan chắc không sao nhỉ. Bành hải nhíu mày, mặc dù Lê Văn Vân đã vạch trần trò lừa bịp của Trần Bát Vật, nhưng trong lòng ông ta, Lê Văn Vân vẫn chỉ là gã công nhân có sức vóc lớn đến chỗ ông ta khuân vác khi xưa. Nhưng nể tình thấy đỗ tịch tịch dẫn Lê Văn Vân đến, nên ông ta gật đầu, nói, vì tiện xem thì không sao, nhưng mà nhất định không được đụng chạm vào, nếu như thật sự không cẩn thận làm hỏng thì cậu đền không nổi đâu đấy. Lê Văn Vân cười cười, cũng không quá chú ý. Đỗ tịch tịch đi theo bành hải để chọn đồ rồi. Có mối quan hệ với đỗ thương bắc, anh cũng không lo đỗ tịch tịch sẽ bị lừa. Còn bản thân anh thì bắt đầu đi dạo trong tiệm đồ cổ. Đồ đạc trong cửa hàng rất nhiều, đồ gốm, đồ ngọc, bày biện hết giá này đến giá khác. Lê Văn Vân đi dạo một hồi thì phát hiện, ở đây thật sự tồn tại hàng thật, nhưng mà hàng giả thì cũng rất nhiều. Lê Văn Vân cũng không biết nên mua quà gì cho Đặng Hân Hân, anh không phải là người keo kiệt, hơn nữa ân huệ của đảng hân hân đối với anh anh luôn ghi nhớ trong lòng đúng vào lúc anh đang đi dạo đột nhiên có một giọng nói khá êm tai vang lên bên tại lê văn vân cậu này làm phiền một lát lê văn vân xoay người qua nhận ra cặp mẹ con bị bắt chẹt lúc nãy không biết họ đã đứng đằng sau anh từ lúc nào có chuyện gì không lê văn vân hỏi lai lịch của cặp mẹ con này nhất định không đơn giản từ giọng nói có thể nghe ra được bọn họ là người bắc kinh trên người cô gái lúc này có thêm một bản vẽ cực lớn, chắc là học hội họa. Rất cảm ơn cậu lúc nãy đã giải vây cho mẹ con tôi, nếu không thì chúng tôi bị cái tên gian thương kia lừa một số tiền lớn thật rồi. Người phụ nữ đẹp nói, mẹ con chúng tôi đều là người nơi khác đến du lịch, dẫn con tôi đi siêu tầm dân ca, tôi thì thích đồ cổ, nghe nói bên này có bút tích thực của đường dân, nên muốn đến xem thử, không ngờ suýt nữa bị lừa rồi. Lê Văn Vân khua tay, nói, không cần để tâm đầu, quả thực tôi thấy trướng mắt, nên thuận tiện giúp đỡ mà thôi. Lúc đó nhiều người như vậy, nhưng chỉ có một mình cậu dám đứng ra, mẹ con chúng tôi đương nhiên phải cảm ơn đàng hoàng mới được." Người phụ nữ đẹp nói. Lê Văn Vân nhìn hai người, lòng khẽ rung động, nghĩ thầm, cảm ơn đàng hoàng, mẹ con xinh đẹp định lấy thân báo đáp à. Lúc này người phụ nữ đẹp nói, "Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm trưa để cảm ơn, mong cậu đừng chê." Lê Văn Vân yên lặng phát hiện bản thân nghĩ lung tung rồi, ho khan một tiếng, nói ưm, 응, buổi trưa sợ là không được, cả ngày hôm nay tôi đều có việc. chương 75 tôi nói tôi mua nó. Người phụ nữ đẹp cân nhắc một hồi, rồi móc điện thoại ra nói, thế chúng ta kết bạn WeChat đi, xem khi nào cậu có thời gian thì tôi lại hẹn cậu. Lê Văn Vân không từ chối, móc điện thoại ra, tìm chỗ quét mã WeChat, hai mẹ con đều quét WeChat kết bạn rồi lúc này người phụ nữ đẹp đó mới tự giới thiệu bản thân đúng rồi vẫn chưa biết xưng hô với cậu như thế nào tôi là trần mỹ huyên đây là con gái tôi trần hy con gái cùng họ với mẹ người mẹ đơn thân giàu có dì ơi cháu không muốn nỗ lực nữa trong đầu lê văn vân hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng miệng vẫn nở nụ cười nói lê văn vân người phụ nữ đẹp nói cậu lê thế chúng tôi không làm phiền cậu nữa đợi khi nào cậu có thời gian tôi lại hẹn cậu nói rồi bà ấy lại nhớ ra điều gì đấy móc từ cái ví ra ra một tấm danh thiếp đưa cho lê văn vân nói đúng rồi đây là danh thiếp của tôi nếu như không liên lạc wechat được thì cậu có thể gọi điện thoại cho tôi lê văn vân gật đầu nhận lấy danh thiếp trần mỹ huyên gật đầu dẫn con gái bà ấy rời đi đợi hai người đi rồi lê văn vân mới đưa tấm danh thiếp trong tay lên xem thủ trần mỹ huyên chủ tịch tập đoàn hoàn vũ chả trách 15 triệu nói đưa thì đưa, chủ tịch của tập đoàn thì chắc giàu lắm đây. Lê Văn Vân hoài nghi trong lòng, sau đó cũng không quá chú ý, cất tấm danh thiếp vào trong túi, tiếp tục tham quan. Qua một lúc, anh nhìn thấy một chiếc vòng ngọc, anh nói với nhân viên bên cạnh, người đẹp, có thể lấy vòng ngọc này cho tôi xem thử không? Người nhân viên đó cho mày, đồ mà cô ta bán ở đây đã có giá khá đắt rồi, cái vòng tay mà Lê Văn Vân hỏi, giá niêm yết là 1 triệu 2, hơn nữa cô ta chỉ phụ trách tiếp khách, lúc bàn bạc thật sự thì phải để ông chủ của họ đích thân tới nói chuyện. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của Lê Văn Vân, cô ta không cho rằng Lê Văn Vân có thể mua nổi. Lúc này, vừa hay Đỗ Tịch Tịch với Bành Hải đi đến, Đỗ Tịch Tịch đã mua xong đồ, đóng gói cả rồi, nhìn thấy Lê Văn Vân đang nói chuyện với nhân viên bên kia, hai người đi lại gần. Bành Hải nhìn thấy cái vòng ngọc mà Lê Văn Vân chỉ thì trao mày nói, mắt nhìn của cậu cũng không tồi đấy, nhưng mà cái vòng tay này khá đắt đỏ đấy ý trong lời nói của ông ta là cậu mua có nổi không thực tế thì lê văn vân cũng nhìn ra được cái vòng tay này rất đẹp anh muốn lấy ra xem kỹ để xác nhận nếu như có thể thì anh định mua món này làm quà sinh nhật cho đặng hân hân ông chủ bành mở cửa làm ăn tôi xem thử cũng không vấn đề gì nhỉ lê văn vân nói bành hải cho mày nhìn đỗ tịch tịch ở bên cạnh nhíu mày ra hiệu bằng mắt với nhân viên phục vụ nhân viên gật đầu lấy cái hộp vòng ngọc đó ra nói anh cứ đứng ở đây xem đi lê văn vân thì không để ý nhiều như vậy anh chủ động cầm cái hộp này lên sắc mặt bành hải khẽ biến đổi ông ta nói cậu cẩn thận chút đừng làm hỏng làm hỏng rồi thì cậu khuynh ra bại sản cũng đến không nổi đâu tôi mua nó đúng vào lúc này lê văn vân đột nhiên cười với ông ta bành hải sửng sốt kinh ngạc nhìn lê văn vân ông ta cho rằng mình nghe nhầm Tôi nói tôi mua nó, Lê Văn Vân nói lại lần nữa. Bành Hải nuốt ngụm nước bọt, nói, Lê Văn Vân, món đồ này có giá niêm yết là một triệu hai đấy. Đỗ tịch tịch cũng trao mày, cô ấy đã điều tra về Lê Văn Vân, trước khi Lê Văn Vân đến chỗ cô ấy, anh chỉ là công nhân làm việc ở công trường, đào đầu ra một triệu hai cơ chứ. Tôi biết, Lê Văn Vân nhìn Bành Hải nói, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, quẹt thẻ có được không? Bành Hải trao mày, nói, người anh em, cậu đừng đùa với tôi, đây là một triệu hai, cậu có không đấy? Lê Văn Vân mỉm cười, anh móc từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho Bành Hải nói, quẹt thẻ đi. Bành Hải hoài nghi, thế nhưng khi ông ta nhìn thấy tấm thẻ xanh ra trời đó, cả người ông ta run lên lẩy bẩy. Đỗ tịch tịch ở bên cạnh cũng chừng to đôi mắt xinh đẹp. Thẻ kim cương, sao cậu có thể sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải được? Bành Hải kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Ở bên cạnh, Đỗ Tịch Tịch cũng nhìn Lê Văn Vân với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, đây là thẻ mà ngay cả bố cô cũng không có tư cách có được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 76 sao vậy, ông có bán không? Trong chốc lát, cô ấy đã nghĩ thông suốt được nhiều chuyện. Tại sao Lê Văn Vân lại quen biết Đặng Hân Hân, tại sao Đặng Hân Hân lại để Lê Văn Vân đóng giả bạn trai của cô ta? Theo lý mà nói, Trước kia Lê Văn Vân chỉ làm việc ở công trường, so với Đặng Hân Hân thì hoàn toàn không phải là người cùng tầng lớp mới đúng. Đồng thời, cô cũng hiểu ra tại sao lúc bố mình đối diện với Lê Văn Vân lại ngoan ngoãn tuân theo như vậy. Mặc dù cô ấy vẫn chưa biết rốt cuộc Lê Văn Vân đã cứu bố cô ấy như thế nào. Thẻ kim cương này, trên toàn thế giới chỉ phát hành ra mấy tấm, đây là tượng trưng của địa vị thân phận. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Lê Văn Vân bình tĩnh xoa xoa mũi nhìn Bành Hải hỏi, sao vậy, ông có bán không? Sao vậy, ông có bán không? Lê Văn Vân họ một tiếng. Âm thanh này đã kéo suy nghĩ của Đỗ Tịch Tịch và Bành Hải quay trở lại, giọng Bành Hải hơi run rẩy. Nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông ta không ngờ, người trước mặt này vốn chỉ là một tên chạy việc, vì sao lại có thể kim cương của Ngân hàng Tân Hải. Ông ta cũng có tài khoản ở Ngân hàng Tân Hải, nhưng chỉ là thẻ bạc, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một chiếc thẻ kim cương xuất hiện ngay trước mắt mình thứ mà trước đây ông ta chỉ có thể nhìn qua ảnh chụp bành hải vội vàng nhận lấy thẻ ngân hàng rồi đưa cho người bán hàng bên cạnh mau quẹt thẻ đi tay ông ta vẫn còn hơi run rẩy cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh hiển nhiên không biết được ý nghĩa sâu xa của chiếc thẻ này cô chưa từng đến ngân hàng tân hải cùng lắm cũng chỉ là nghe nói qua đây là nơi chỉ có tiền mới đủ để xử lý các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng Cô lấy ra một chiếc máy quẹt thẻ, thuần thục lấy thẻ ngân hàng của Lê Văn Vân quét một đường, giao dịch thành công. Lê Văn Vân đóng chiếc hộp lại, trong đó không có nhiều trang sức, mỉm cười nhìn về phía Đỗ Tịch Tịch, "Mua xong rồi, chúng ta đi được chưa?" Đỗ Tịch Tịch ngơ ngác gật đầu, rõ ràng vẫn chưa thoát ra khỏi sự kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc thẻ kim cương của Lê Văn Vân. Cô ấy nuốt nước, nước miếng, "Sao anh lại có thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải?" Lê Văn Vân gãi đầu nói, cái này là tổ tiên truyền lại thôi, truyền qua hơn 30 đời, cuối cùng rơi vào tay tôi. Cút, đỗ tịch tịch trừng mắt, mau nói cho tôi biết anh đến từ đâu. Bí mật, Lê Văn Vân nở nụ cười thần bí với cô ấy. Điều này khiến cho đỗ tịch tịch hận không thể đánh chết Lê Văn Vân. Nhưng Lê Văn Vân không nói, cô ấy cũng đành hết cách, chỉ có thể tức giận nghiến răng ken két. Trong lòng của cô ấy, người tên Lê Văn Vân này càng ngày càng trở nên bí ẩn đi trước đi đã lê văn vân nói đỗ tịch tịch gật đầu lúc này bành hải ở phía sau vội vàng nói đúng rồi hai người cẩn thận một chút trần bát vận rất có thế lực ở giang thành là dân anh chị ở đây ban nãy lê văn vân làm hỏng chuyện của ông ta có khi còn vì vậy mà lỗ mất một khoản tiền bây giờ danh tiếng của bọn chúng trong tụ bảo hiên đã mất hết với tính cách của ông ta thì không dễ gì bỏ qua cho cậu đâu hơn nữa người này sẽ chấp cơ hội nhanh nhất để trả thù bây giờ hai đứa mà ra ngoài chỉ sợ sẽ không thoát nổi con mắt của họ bành hải dứt lời liền nhìn thoáng qua đỗ tịch tịch nếu không thì để chú gọi người đưa hai đứa về ông ta không dám đụng đến người của chú đâu không đợi lê văn vấn đáp đỗ tịch tịch đã lạnh lùng cười lên ông ta thử đụng vào cháu xem cháu sẽ làm cho ông ta táng ra bại sản cô nói lời này rất có khí thế bố của cô vốn là người giàu nhất giang thành hơn nữa còn có quan hệ tốt với dương hải ở giang thành này cô hoàn toàn có khả năng nói như vậy Đối với Lê Văn Vân, anh cũng cảm thấy không có gì nghiêm trọng, anh hoàn toàn không có chút để tâm nào đến loại uy hiếp tầm thường này. Nghe Đỗ Tịch Tịch nói vậy, Bành Hải chỉ nở nụ cười, nói cũng đúng, chắc ông ta không dám động đến cháu đâu, nhưng mà hai đứa vẫn nên cẩn thận một chút. chương 77 cô gái này thật sự quá tò mò. Lê Văn Vân gật đầu, hai người nghênh ngang đi ra ngoài, lúc này Trần Bát vẫn đang ngồi ở tụ Bảo Hiên phía đối diện, nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra, Trần Bát Vận cười lạnh, cái thằng danh con Lê Văn Vân này, dám làm hỏng chuyện của ông mày, tao nhất định phải cho nó biết tay. Ông chủ, người bên cạnh ông ta nói, anh xem đứa con gái đi cùng với nó đi, hình như là con gái của Đỗ Thương Bắc, Đỗ Tịch Tịch đó. Trần Bát Vận nhìn một hồi, nhướng mày, đúng là như thế, tìm người theo dõi bọn chúng đi, đợi đến khi cả hai tách nhau thì ra tay luôn. Cứ đánh chết rồi mang người đến đây cho tao, hiểu chưa? Người bên cạnh hắn gật đầu, em hiểu rồi. Trần Bát Vận thở ra một hơi, lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó qua cửa kính híp mắt nhìn theo Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch đã đi xa, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Cùng lúc đó, ở một nơi được hoạt động dưới vỏ bọc bên ngoài là một tiệm sửa xe. Trong tiệm sửa xe, như mọi khi, Trịnh Hòa gọi một đám con nhà giàu và những cô gái xinh đẹp đến ăn chơi tụ tập, Vưu Tường cũng là một trong số đó, trong ngực anh ta ôm một cô gái, tay không ngừng vuốt ve, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn. Cô gái ghé vào bên tại anh ta thủ thỉ, anh vưu, anh say rồi, tay anh còn sờ đến ngực người ta rồi đây này. Ha ha ha, xung quanh vang lên một chàng cười vui vẻ. Trịnh Hòa cười tủm tỉm nhìn vưu tường, anh vưu, tối nay tôi dẫn anh đến một chỗ, đảm bảo anh sẽ lưu luyến không rời luôn. Ánh mắt vưu tường sáng lên, sau đó anh ta lắc đầu thôi, tối nay tôi có hẹn rồi, mọi người có biết đặng hân hân của ngân hàng Tân Hải không? cô ấy là bạn hồi đại học của tôi và Mộng Mộc, lần này chúng tôi đến đây ngoài đi du lịch ra thì còn là để gửi họ thiệp cưới của tôi và Mộng Mộng, đồng thời tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy nữa. Hôm nay sinh nhật đặng hân hân à, Trần Nghị ngồi bên cạnh vừa nghe đã thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại buồn thiêu, vậy mà cô ấy không mời tôi đến. Theo đuổi con gái thì phải mặt dày, cô ấy không gọi anh đến, anh cứ đến, theo tôi lâu như thế mà anh chẳng tiến bộ lên chút nào trịnh hòa liếc mắt coi thường trần nghị bĩu môi anh trịnh anh nói tôi làm gì anh theo đuổi đỗ tịch tịch lâu vậy rồi mà vẫn chưa theo đuổi được đấy thôi hơn nữa cả hai người họ đều có lê văn vân làm lá chắn rồi trịnh hòa nghe vậy không nhịn được đưa tay lên che đi vết sẹo trên đầu mình trên mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận tít 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 lúc này tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên anh ta cầm điện thoại làm động tác ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng sau đó nhận cuộc gọi alo bố à có chuyện gì vậy? Đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng mệt mỏi của một người đàn ông, alo, Trịnh Hòa à? Con vẫn đang ở bên trong tiệm sửa xe phải không? Sắc mặt của Trịnh Hòa khẽ thay đổi, định mở miệng phủ nhận nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng của người trong điện thoại lại tiếp tục vang lên, con bắn cái tiệm sửa xe vô dụng đấy đi rồi tìm một người tin tưởng, đưa hết tiền cho nó để có gì sau này còn dùng đến. Làm vậy thì con còn có thể sống tốt thêm một khoảng thời gian nữa Lần này, Sắc mặt Trịnh Hòa hoàn toàn thay đổi, bố có chuyện gì vậy ạ? À? Nhà chúng ta, toi rồi, giọng nói của người bên kia điện thoại pha lẫn sự đau khổ. Trịnh Hòa vừa nghe đến đây, cả người run rẩy kịch liệt như bị sét đánh, anh ta không thể chống đỡ được nữa mà ngã ngồi xuống ghế sofa. Bên kia, Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch đang dùng bữa tại một nhà hàng có tiếng tại công viên Tứ Hải, danh tiếng của nhà hàng này không tệ nhưng tiêu chuẩn món ăn vẫn kém hơn một chút so với ở khách sạn Vạn Hào đỗ tịch tịch vừa ăn vừa hỏi lê văn vân không ngừng về chuyện vì sao anh lại có được thẻ kim cương lê văn vân vẫn trả lời hai chữ bí mật như ban đầu cô gái này thật sự quá tò mò đỗ tịch tịch mãi không thấy thắc mắc của mình được giải đáp cô ấy tức giận không muốn nói chuyện với lê văn vân nữa lê văn vân càng thoải mái anh nhìn tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại của mình là của phạm nhược tuyết không quá ba ngày nữa nhà họ trịnh sẽ phá sản tin nhắn chỉ ngắn ngủn như vậy. Nhìn thấy tin nhắn này, khóe miệng Lê Văn Vân nở một nụ cười khinh thường. Cất điện thoại, Lê Văn Vân nhìn về phía Đỗ Tịch Tịch vẫn còn đang thức giận, ăn xong chưa? Xong rồi thì chúng ta về công ty thôi. Đỗ Tịch Tịch tức giận nhìn Lê Văn Vân, không nói lời nào, Lê Văn Vân cũng không để ý, chỉ ngồi yên bên cạnh Đỗ Tịch Tịch. Ăn xong, Đỗ Tịch Tịch chủ động đi thanh toán rồi dẫn Lê Văn Vân ra công viên Tứ Hải mươi 78 em sẽ không để yên đâu. Lê Văn Vân đã nhận ra phía sau có người đi theo nhưng mãi vẫn không ra tay, chắc hẳn là không dám động đến đỗ tịch tịch, vì vậy Lê Văn Vân cũng không quá để ý. Họ rời khỏi công viên Tứ Hải một cách thuận lợi. Rõ ràng đỗ tịch tịch không hề có ý muốn về công ty, cô đưa Lê Văn Vân đến trung tâm mua sắm, hai người đi dạo quanh một vòng, sau đó xem một bộ phim điện ảnh. 5 giờ chiều, hai người rời khỏi trung tâm mua sắm, lái xe đến khách sạn Vạn Hào để tham dự tiệc sinh nhật của Đặng Hân Hân. Tiệc sinh nhật của Đặng Hân Hân được tổ chức tại sảnh tiệc nằm trên tầng 3 của khách sạn Vạn Hào. Lúc đến nơi đã là 5 giờ rưỡi, Đặng Hân Hân mặc một bộ váy dài đứng ở cửa, sắc mặt không tốt lắm. Nhưng vừa nhìn thấy Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch, vẻ mặt đã lập tức tươi tỉnh hẳn lên, cô nở nụ cười sán lạn, hai người đến rồi. Đỗ Tịch Tịch chạy qua, chị Hân Hân, chị không vui à? em thấy vừa rồi sắc mặt của chị không ổn lắm. Đặng hân hân thở dài, con của giám đốc ngân hàng và Trần Nghị đều đến, chị không hề mời họ. Vẻ mặt của đỗ tịch tịch khẽ thay đổi, sau đó cười lạnh, nếu họ dám dở trò trong tiệc sinh nhật của chị, em sẽ không để yên đâu. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, từ cuộc nói chuyện của hai người và chuyện trước kia Trần Nghị muốn theo đuổi đặng hân hân thì có thể thấy. Rõ ràng là con trai của giám đốc chi nhánh Giang Thành Ngân hàng Tân Hải cũng đang muốn theo đuổi Đặng Hân Hân đỗ tịch tịch nhìn lê văn vân nói đúng rồi lần trước không phải lê văn vân đã đóng giả làm bạn trai của chị rồi sao lần này để anh ta tiếp tục đóng giả đi đặng hân hân chép chép miệng nhìn lê văn vân lê văn vân chịu thua hai người phụ nữ này cũng thật là quan trọng là đỗ tịch tịch vừa mới lấy anh ra làm bia đỡ đạn đám người trần nghị đều biết bây giờ lại bảo anh đi đóng giả làm bạn trai đặng hân hân đám người đó tin khỉ khô ấy chứ tin đặng hân hân nhìn về phía lê văn vân lê văn vân nhún nhún vai nói tôi thì không thành vấn đề vấn đề là tôi cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai người bọn họ tin mới là chuyện lạ đặng hân hân cười nói cũng đúng bọn họ có lẽ sẽ không tin đầu thôi bỏ đi chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa hai người vào trước tìm chỗ ngồi đi diệp mộng và vưu tường đã đến rồi lê văn vân ngạc nhiên cô cũng quen diệp mộng và vưu tường đặng hân hân gật đầu nói diệp mộng và vưu tường đều là bạn thời đại học của tôi nhưng mà lúc đó diệp mộng không có để ý đến vưu tường tôi thì lại không thích tính cách của vưu tường thật không ngờ cuối cùng bọn họ lại ở bên nhau lê văn vận cười thầm trong lòng nghĩ ở bên nhau sao bọn họ mà ở bên nhau mới là chuyện lạ anh nhìn đặng hân hân không ngờ cô cũng là sinh viên trường đại học lâm hải trường đại học lâm hải là một trong những trường hàng đầu trong nước vì vậy chuyện cô có thể được nhận vào làm việc ở ngân hàng Tân Hải cũng không có gì là khó hiểu. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Đỗ Tịch Tịch và Lê Văn Vân đi vào phòng tiệc. Bên trong đã có rất nhiều người đến. Bữa tiệc hôm nay không lớn, chỉ có bốn chiếc bàn tròn, hầu hết mọi người đã ngồi vào bàn. Những người này đa số vẫn còn trẻ, có lẽ đều là bạn và đồng nghiệp của Đảng Hân Hân. Cũng có một vài người lớn tuổi khác, có lẽ cô chỉ mời những ai thân thiết với gia đình cô. Đỗ tịch tịch nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy mấy người Diệp Mộng, cô ấy nhanh chóng cùng Lê Văn Vân đi qua đó rồi ngồi xuống. Thấy Lê Văn Vân cũng đi về phía này, Vưu Tường nhíu mày nói anh ngồi bàn khác được không? Anh ngồi với chúng tôi thì thật hạ thấp thân phận của chúng tôi quá. Lúc này, trên bàn ngoài ba người Diệp Mộng, Vưu Tường và Trần Âm Âm còn có Trần Hiểu Nguyệt và một vài người mà Lê Văn Vân không biết. Trần Âm Âm bĩu môi nói, đúng rồi, anh quen với Đặng Hân Hân sao? vì vậy liền chạy qua đây ăn cơm chùa. Lê Văn Vân nhíu mày, đỗ tịch tịch nói, chị âm âm, chị hân hân là người mời Lê Văn Vân đến đây. Lời của đỗ tịch tịch làm cho hai người kia ngạc nhiên, Vưu Tường nói, mặc kệ, bên kia còn một vài chỗ trống, anh qua bên đó ngồi đi. Bàn này chỉ còn hai chỗ, một là chỗ ngồi của tịch tịch, còn lại là để cho hân hân. Anh không có tư cách ngồi cùng bàn với chúng tôi. mươi 79 cũng thường thôi. Diệp Mộng nãy giờ vẫn bày ra thái độ rừng rưng, không nói giúp cũng chẳng lên tiếng. Đỗ Tịch Tịch khó xử nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, anh lười đôi co với Vưu Tường. Anh nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Trần Nghị, anh mỉm cười rồi đi qua đó. Trần Nghị nhìn thấy Lê Văn Vân đang đi qua, anh ta bất giác thu mình lại. Anh ta chợt nhớ đến cảnh tượng Lê Văn Vân đánh nhau với Trịnh Hòa ngày hôm đó. Bàn của Trần Nghị đều có nam có nữ, lúc nhìn thấy Lê Văn Vân trên mặt của một vài người nở nụ cười như có như không. Anh đây là, có một người lên tiếng hỏi, người này có dáng người không cao, nước da hơi ngâm đen, ăn mặc khá sặc sỡ, màu mè. Lúc này, Trần Nghị như nghĩ ra cái gì đó, anh ta cười cười nói, đây chính là Lê Văn Vân. Mí mắt của người kia giật giật, sau đó nhìn Lê Văn Vân rồi nói, Lê Văn Vân, để tôi giới thiệu với anh, anh đây là Mao Vũ Sinh, là con trai của Chủ tịch Ngân hàng Tân Hải lê văn vân có chút hứng thú nhìn mao vô sinh mao vô sinh cười nói à anh là lê văn vân sao nghe nói anh đóng giả làm bạn trai của hân hân sau đó lại đóng giả làm bạn trai của đỗ tịch tịch anh chọc vào trịnh hòa mà vẫn có thể yên ổn sống đến giờ xem ra anh cũng khá may mắn đấy lúc này trần nghị đứng bên cạnh môi anh ta giật giật nhưng vẫn không nói gì quả nhiên trịnh hòa không công bố chuyện đó ra ngoài suy cho cùng thì chuyện đó đối với anh ta mà nói là vô cùng nhục nhã lê văn vân cười cười nói cũng thường thôi mao vũ sinh cười một cách díu cợt mỗi lần anh đóng giả thì sẽ được trả bao nhiêu nghe nói trước đây anh còn là một người khuân vác gạch phải vậy không sao hân hân và đỗ tịch tịch lại thuê anh được cơ chứ nếu muốn tìm ai đóng giả thì cũng phải tìm người đàng hoàng một chút nghe mao vũ sinh nói như vậy mấy người trên bàn đều cười thành tiếng Gương mặt Trần Nghị hiện lên một tia nham hiểm. Lúc này, mọi người cũng đã đến khá đông đủ, nhân viên phục vụ bắt đầu bê thức ăn lên bàn. Đặng Hân Hân từ từ đi vào giữa phòng tiệc, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm nay, mọi người hãy ăn uống thật thoải mái. Sau khi dùng bữa xong, tôi sẽ chọn ra một phòng VIP tại cây KTV Đế Hào, chúng ta sẽ tiếp tục chơi." Lúc Đặng Hân Hân đang đứng ở gần một cái bàn nói chuyện, một cô gái lấy ra một chiếc hộp rồi nói hân hân sinh vật vui vẻ đây là quà tôi đã chuẩn bị cho cô một đôi khuyên tai cô ấy mở chiếc hộp tinh xảo kia ra bên trong là một đôi khuyên tai rất đẹp cảm ơn cô nha đặng hân hân cười tươi nói sau khi nhận lấy chiếc hộp cô liền đưa nó cho một nhân viên bên cạnh giống như những gì cô nghĩ sẽ có rất nhiều người tặng quà cho cô quả nhiên vừa mới nhận món quà này thì món quà khác lại xuất hiện Mặc dù những món quà đó không phải là thứ quý giá gì nhưng giá trị của chúng chắc chắn cũng không hề nhỏ, món rẻ nhất chắc cũng hơn một nghìn. Sau khi một đám người đã kéo đến tặng quà, Đỗ Tịch Tịch mỉm cười đứng dậy, cô ấy cầm lấy quà của mình đi đến bên cạnh Đặng Hân Hân, cô ấy mở quà ra rồi nói, đây là gốm thanh hoa, em biết chị Hân Hân thích siêu tầm đồ cổ, vì vậy hôm nay đã đích thân đi đến công viên Tứ Hải chọn đấy. Vừa nhìn thấy món quà, mắt của Đặng Hân Hân liền sáng lên, cảm ơn Tịch Tịch, chị rất thích. Phưu Tường cười híp mắt nói, gốm thanh hoa đó được đấy, giá tiền của nó chắc cũng phải khoảng 30 vạn. Anh ta vừa nói xong, xung quanh liền vang lên những tiếng thở dài ngao ngán. Ngồi cùng bàn với Lê Văn Vân, Trần Nghị liên tục cau mày, anh ta cũng đã chuẩn bị một món quà, tính ra cũng khá là đắt đỏ. Anh ta cho rằng đây sẽ là món quà tốt nhất đêm nay. Nhưng vừa nhìn thấy gốm thanh hoa mà Đỗ Tịch Tịch tặng thì anh ta biết quà của mình không phải là thứ tốt nhất. Lúc này Vưu Tường cười cười nói, ai cũng biết Hân Hân là người của khoa văn nghệ trường Đại học Lâm Hải, cô ấy nhảy rất đẹp. Tôi và Mộng Mộng suy nghĩ hoài nhưng vẫn không biết nên mua tặng thứ gì. Cũng may là trước ngày đi đến Giang Thành, tại một buổi triển lãm chúng tôi đã nhìn chúng một đôi giày nhảy bằng thủy tinh. Trường 80 cảm giác đó thật sự rất kỳ lạ. Nói xong, anh ta lấy ra một hộp quà, sau đó mở ra. Dưới ánh đèn, đôi giày thủy tinh vô cùng lộng lẫy từ từ lộ ra, thật sự rất đẹp đặng hân hân hơi ngẩn ra cô nói cái này đắt quá tôi không thể nhận không đắt vưu tường cười nói chỉ có tám mươi mấy vạn thôi có là gì đâu những người bên cạnh nghe giá tiền ai nấy cũng há hốc mồm giọng điệu của anh ta thật quá đáng ghét diệp mộng cười nói hân hân cậu nhận đi đây là tấm lòng của chúng tới đặng hân hân ngẩn người sau đó gật gật đầu được rồi cảm ơn hai cậu diệp mộng mỉm cười Ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, sắc mặt Trần Nghị bắt đầu trở nên rất khó coi. Quà mà anh ta chuẩn bị có giá trị cũng tương đương với quà của Đỗ Tịch Tịch, cũng khoảng 30 vạn. Nhưng bây giờ mà đem so với vưu tường thì hoàn toàn là hai thứ không cùng đẳng cấp. Anh ta như một con rùa rụt cổ, lấy quà ra một cách ngượng ngùng. Lúc này, Mao Vũ Sinh ngồi gần Trần Nghị, anh ta khinh thường liếc Trần Nghị rồi chậm rãi đứng dậy. Mao Vũ Sinh lấy ra một chiếc chìa khóa xe rồi nói, anh nghĩ mãi cũng không biết nên tặng thứ gì cho em. Anh thấy kiểu xe em bây giờ cũng rất phổ biến rồi, vì vậy anh mua tặng em một chiếc Porsche, đừng chê nhé. Trần Nghị khóc không thành tiếng. Porsche, giá tiền của chiếc xe này chắc chắn không thua kém gì đôi giày thủy tinh kia. Lúc này, Mao Vũ Sinh lấy từ dưới bàn ra một bó hoa, anh ta đi đến trước mặt Đặng Hân Hân, một tay cầm hoa, một tay cầm chìa khóa xe đến trước mặt Đặng Hân Hân, anh ta liền quỳ một chân trên đất rồi nói, "Hân Hân, làm bạn gái anh nhé." Sắc mặt Đặng Hân Hân có chút khó xử, cô nhìn xung quanh rồi nói, "Không được, tôi đã có bạn trai rồi." "Bọn anh biết cả rồi, cái người bạn trai kia của em là do em nhờ một người đóng giả." Mao Vũ Sinh nhìn về phía Lê Văn Vân, con người anh ta đảo quanh rồi nói, "Đúng rồi, Lê Văn Vân, nếu như anh đã đóng giả làm bạn trai của Hân Hân, hôm nay cũng đã đến đây tham dự sinh nhật của cô ấy." không biết anh có chuẩn bị quà gì không? Lời vừa dứt, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Lê Văn Vân, vưu tường nở. Một nụ cười diếu cợt như có như không. Lê Văn Vân bị gọi thẳng tên giữa đám đông vì vậy tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào anh. D. Vưu tường ngồi bên cạnh, anh ta cười một cách đầy khinh miệt, để xem thằng nhóc như anh ta làm sao thoát được đây. Nếu như anh ta có chuẩn bị quà thì có lẽ cũng rất đơn giản so sánh với đôi giày thủy tinh và chiếc poster kia thì món quà của anh ta chả là gì cả nếu dám lấy nó ra cũng sẽ khiến anh ta mất mặt đến chết diệp mộng nhíu mày còn đỗ tịch tịch thì lại nở một nụ cười đặng hân hân cũng nhìn về phía lê văn vân không biết là vì sao nhưng trong lòng cô cũng có một chút mong chờ cô biết tình hình của lê văn vân hơn nữa dù anh có tặng cô món quà gì dù là đồ vật chỉ đáng giá một đồng cô cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc Cảm giác đó thật sự rất kỳ lạ. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, anh đứng dậy trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, anh lấy ra hộp quà đã chuẩn bị từ trước tặng cho Đặng Hân Hân, "Hôm nay tôi cũng mới nghe Đỗ Tịch Tịch nói là cô thích đồ cổ vì vậy đã cùng cô ấy đến công viên Tứ Hải chọn một món đồ." Anh không có mở hộp quà ra, cứ thế tặng cho Đặng Hân Hân. Trong lòng Đặng Hân Hân rất vui, cô giơ tay để đón lấy món quà. Mà lúc này, Mao Vũ Sinh vẫn đang quỳ một chân trên đất, anh ta vẫn luôn nhìn đặng hân hân, vì vậy có thể nhìn thấy rõ những biểu cảm trên gương mặt cô. Trong lòng anh ta vô cùng tức giận. Tao nhất định sẽ khiến cho thằng nhóc này mất mặt đến chết. Trong lòng anh ta điên cuồng gào thét. Trước khi đặng hân hân giơ tay đón được món quà, anh ta liền đứng phát dậy, giật lấy món quà trên tay Lê Văn Vân. Anh ta liếc nhìn Lê Văn Vân bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi nói, Ồ, tôi cũng muốn xem xem quà của anh là cái gì. Nói xong, anh ta liền mở hộp quà ra, bên trong là một vòng ngọc. Chật chật, nghe nói trước khi đóng giả làm bạn trai của Hân Hân Anh là một người lao động nhập cư. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 80.